mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại tác giả Sư An. Chắc là chúng ta đã quá quen thuộc với Sư An rồi. Có một số những tập truyện rất nổi bật của Sư An về cách văn phong đậm chất Nam Bộ xưa, như là Đồn Điền Đất Đỏ, Bóng Nước Tà Dương, hai bộ truyện mà Huy thấy rất là hay, đã được phát trên kênh Đất Linh Radio trong thời gian trước. Cùng với đó là bên kênh Đất Đồng có những tập truyện ngắn như một cái series Truyền Nhân Pháp Sư Trừ Tà, Ghe Khách Thương Hộ, Mùa Sen Cạn, Đoàn Lô Tô Oan Nghiệt, còn rất nhiều những tác phẩm khác của Sư An được quý thính giả yêu thích rất là nhiều. Cũng có một cái danh sách phát, Huy có tạo một cái danh sách phát tuyển tập của những truyện ngắn của Sư An ở trên kênh Đất Đồng Radio. Quý thính giả hãy tìm đến để nghe những tác phẩm của Sư An nhé, đảm bảo là rất là hay. Ngày hôm nay chúng ta gặp lại Sư An trong một sáng tác mới có tựa đề Lúc Thép Hộ Mệnh. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Tiết trời tháng 2 vừa nóng bức vừa ôi ả. Sau khi cơm nước xong, tía con Cam ngồi uống trà ở bộ ghế đá trước sân nhà. Mùi hương nhẹ nhẹ của loại trà con khỉ nghe thơm thơm quanh khoang miệng. Ánh mắt chú ba đăm chiêu nhìn mấy cái giỏ đựng đầy những trái cam xanh tròn trịa. Có trái giỏ sần sùi còn xanh, có trái giỏ đã ngả sang màu vàng óng ánh, chín mọng và căng nước. Những lá cam vương vãi vừa mới khô quắp lại bị gió thổi bay khắp sân. Xa xa phía ngoài kia là đường lộ, lấp ló mấy ánh đèn xe chạy xẹt qua xẹt lại, mang theo tiếng rồ rồ vang dội rồi dần tắt ngấm đi. Từ bên ngoài lối nhỏ dẫn vào nhà, nghe thoang thoảng mùi hương đặc trưng của mấy chậu bông vạn thọ. Bông cúc vàng rực vẫn còn tàn dư sau Tết, hết phân nửa đã héo, mấy bông còn lại thì le que rũ rượi. Ôi, các cam cho lái hành bà, tụi nó mua được bao nhiêu? Chú ba là tía của Cam nhiều mắt, tiện tay lấy một cái chung nhỏ đặt bên cạnh rồi rót trà mời khách. Sau đó thở dài đáp: Cắt để đó chứ có bán đâu. Lái nó mua con 1.500 ký, rẻ quá ai thèm bán. Chừng chú Tám không cắt đi, để mấy bữa nữa nó rụng uổng lắm. Chú Tám ngồi xuống uống ngụm trà nóng rồi cũng sực sùi: Ôi, cắt xong cũng bỏ đó, để bà đem ra chợ bán lẻ mà cũng không được bị nhiều. Đợt này chết cả đám anh ơi, tiền thuốc, tiền phân, tiền công mần, ôi bao nhiêu là thứ tiền. Chú Tám cười khổ, từ trong khóe mắt có chút đỏ, khuôn mặt rám nắng, tóc đã điểm lưa thưa mấy sợi bạc, bộ bà ba sờn cũ cùng với cái khăn rằn mỏng đã lủng lưa thưa mấy lỗ dắt quanh cổ. Cam mùa này trúng vụ, chín mọng sai trái. Nhà vườn vui mừng chưa kịp bao lâu thì như từ trên đài cao rơi xuống đất, đau tất kinh hồn vía. Năm tất mùa thì cam giá cao, đến chừng trúng vụ thì cam nó rớt giá. Ranh giờ giữa bi và hỉ thực sự rất xích sao. Thương lái vô tới vườn mua có 1.000, 1.500 một ký. Rẻ quá bà con không ai muốn bán, mồ hôi công sức cả năm mới có một vụ. Ăn uống sinh hoạt, con cái học hành đều trông chờ vô đó hết. Mà muốn bán lẻ cũng không được. Bán lẻ thì được giá hơn một chút, nhưng lại bị dội chợ. Ra chợ đâu đâu cũng thấy toàn cam là cam. Người mua ban đầu còn thích mua về chấm muối ăn, hoặc chắc cam tươi uống, nhưng về sau cũng thấy dội. Cam lại cứ tiếp tục ùn ứ, cắt bỏ thì tiếc với xót của, mà giữ lại thì rụng rơi đầy vườn, lỗ lại càng thêm lỗ.
Nhiều người trong xóm phải cắt vụ để giảm lỗ bằng cách không neo trái đến khi cam già để bán, bán khi cam còn xanh để lái mua, vận chuyển đi xa. Cách thứ hai là không xử lý ra hoa trong giai đoạn cam rớt giá. Mấy năm trước, vào thời điểm Tết Nguyên Đán, giá cam thường giảm, qua Tết sẽ tăng trở lại. Nhưng mà năm nay qua Tết rồi, giá cam lại giảm, số lượng cam sành tới thời điểm thu hoạch nhiều quá. Thêm vào đó là lượng cam mà nhà vườn neo lại trước Tết nữa, nên xảy ra ùn ứ. Tình cảnh chung nên bà con ai cũng rầu hết sức. Đợt này không biết tiền đâu trả cho bà Hồng nữa, thiệt rầu hết sức à. Chú Ba thở dài nói, tay quấn điếu thuốc giấy mà hút, thở một làn khói ra trước mặt. Ủa, bà Hồng bà cho nhà anh mượn bao nhiêu? 35 triệu, còn tiền thuê của chủ đất nữa. Ôi, không biết lấy đâu ra mà trả nữa, khổ quá chú Tám ơi. Hôm bữa bà Hồng bà về, con nói với má sắp nhỏ, kêu cho con Lũ lên trển làm cho bà, rồi từ từ trả nợ. Nói không giấu gì anh, nhà tôi cũng thiếu bà mấy chục. Chú Ba quay sang châu mày. Vậy rồi chú tính sao? Thì chắc cho con nhỏ lên trển làm chứ biết làm sao giờ. Nó thấy nhà nghèo quá nên cũng muốn đi phụ giúp tôi với bà. Qua đây tính là hỏi anh nè, coi có chịu cho con cam đi theo không. Đi thì có chị có em ở nhà cũng đỡ lo. Sao không nhờ nhà thằng Phú bên Mỹ? Thôi kỳ quá anh, chuyện tình cảm của tụi nhỏ, chưa gì mà mình mở miệng hỏi chuyện tiền bạc thì kỳ lắm. Chú Ba suy nghĩ một chút, chú cũng không muốn để con gái đi làm xa đâu. Năm nay mới có 19, thị xã còn chưa đi lần nào, nói gì tới thành phố. Ánh mắt quả thật rất lo lắng, cũng suy nghĩ nhiều lắm. Bà Hồng chủ nợ cũng đã nói chuyện với vợ chú rồi, bây giờ chú Tám lại nói thêm lần nữa. Để giờ tôi hỏi ý con nhỏ coi. Tụi nhỏ nó khờ quá, sợ làm không được, lạ nước lạ cái, khi người ta ăn hiếp tội nghiệp lắm. Chú Tám quát tay. Ôi, con gái lớn cũng phải gả chồng, lấy chồng cho tụi nó sướng tâm thần, mà mình cũng đỡ lo anh ơi. Uống cho hết ngụm trà, rồi chú Tám mới đứng dậy, quẹt cái khăn rằn lên cổ, rồi thủng thẳng nói. Thôi tôi về, anh tính đi rồi có gì cho tôi hai, cho hai đứa nó đi cho có chị của em. Nãy giờ cam ở trong đều đã nghe hết những gì tía nói với chú Tám. Nó cũng hiểu là chỉ có cách đó mới giúp tía má thoát cảnh nợ nần. Mấy năm nay tía nó già hơn nhiều, tóc màu muối tiêu lúc trước nay cũng đã bạc trắng. Má nó thì hằn thêm mấy nếp nhăn trên mặt, hai mí lúc nào cũng đầy vết chân chim. Khuôn mặt bà không lúc nào thư giãn, nụ cười trên mặt dường như đã thưa thớt hơn rất nhiều. Vui làm sao cho được khi mà nhà cửa trước sau đều là nợ với nần. Tiền mướn đất, tiền lãi ngân hàng, rồi tiền nợ bà Hồng. Đợi lúc sau khi chú Tám về rồi, cam mới từ bên trong bước ra. Nó vừa châm thêm nước vô ấm trà cho tía vừa nói, điệu bộ rất tự nhiên. Tía ơi, cho con đi làm nha tía. Nghỉ học cả năm nay, ở nhà hoài cũng kỳ. Chú Ba đặt chung trà xuống, nhiều mắt hỏi nó. Vậy chứ con định làm cái gì? Đợi tía bán xong đợt cam này á, có tiền cho con đi học mai. Cam nhìn tía, non nớt không hiểu cái ý của tía, cho nên thật thà nói. Cam rớt giá gần chết à, không lỗ là mừng lắm rồi. Lấy đâu ra tiền mà tía cho con đi học mai? Hay là tía cho con lên chỗ dì Hồng làm đi? Chỉ nói lên phụ giúp việc nhà, quán hớt tóc hay là cà phê gì đó. Quán dĩ người dọn dẹp lau chùi, con nhắm mấy cái đó con làm được. Tí cho con đi làm đi tía. Mấy lời ấy như dẫm thêm vào nỗi lo của tía nó một cái. Chú Ba đang rầu lo gần chết cái vụ cam rớt giá,
Bộ má con nói với con hết rồi hả? Má mới nói hồi sáng. Dì Hồng vẫn còn ở nhà bà Tím ngoài lộ á, chờ mình trả lời tiếp. Để tôi tính coi. Giúp việc thì đâu có cần tới hai ba đứa. Tôi sợ bà bắt con làm mấy cái chuyện không đàng hoàng thôi. Dì Hồng nói mở tiệm giặt ủi, bởi vậy mới cần nhiều người làm á tiếp. Tí cho con đi làm đi, rồi từ từ mình trả nợ cho dì Hồng. Hết nợ rồi con về, hoặc là được thì ở trảnh kiếm việc khác làm luôn. Cam lại năn nỉ. Nó xin đi làm, đổi lại sớm vài năm gánh nặng trên vai tía má nó, nó thấy cũng đáng lắm. Nghèo thì có quyền gì mà lựa chọn chứ. Mà thôi cũng được. Để giờ tía nấu với chú Tám, rồi cho con đi chung với con Lũ. Đi cho có chị có em, tía ở nhà cũng đỡ lo hơn. Dạ, vậy tía vô ngủ sớm đi. Mấy cái cần xé đó để con dẹp cho. Chú Ba bưng bộ ấm trà vô trong, rồi cũng buông mùng. Trời tối, khoảng sân trước nhà bị tiếng con Cam lôi mấy cái cần xé đựng cam vô. Vỏ cam ma sát với mặt sân kêu lên sột soạt. Tinh dầu từ vỏ cam the the, nồng nồng quanh cánh mũi, nghe nó thơm thơm thoang thoảng trong gió. Một mùi dễ chịu của tuổi thơ, của những đứa trẻ nhà vườn như con Cam. Con nhỏ giới tay lấy một trái chín ra lột mà ăn. Được trồng trên nền đất phù sa cổ màu mỡ, khí hậu mát ẩm. Cam trái to, dạng tròn dẹp, màu vàng sậm, có nhiều nước, vị chua lẫn ngọt. Vỏ cam dày, sần sùi màu xanh sẫm, nhìn là thích mê. Vị cam năm nay vẫn ngon, nhưng mà sao trong cuống họng nó lại cảm thấy không giống bình thường. Tâm trạng con nhỏ bất giác không vui chút nào. Nước cam tràn ngập khoang miệng, mấy tép cam dở dụng, vị ngọt thanh, hậu chua nhẹ, dần chuyển sang đắng chát lạ thường. Con Cam ứa nước mắt khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình nó. Nó rất thích ăn cam, nhưng vị cam hôm nay cũng không còn ngọt ngọt như ngày trước. Vườn cam là nguồn sống của gia đình nó, cũng là thứ khiến cho nó phải sớm rời xa nhà, bôn ba nơi xứ người. Mấy ngày sau, bà Hồng qua. Bà tự nhận là chủ của một quán cà phê tên là Hồng Phi. Hồi trước cũng dân ở đây. Đồng thời bà cũng là vợ của ông Phi đầu gấu, cho dài nóng có tiếng ở xã này. Cách đây mấy năm trước, vợ chồng bỏ xứ lên Sài Gòn làm. Bây giờ đây về thăm bà con, thấy ăn mặc đàng hoàng hơn lúc trước, vàng giọng cũng đeo đỏ tay, cơ bộ làm ăn khấm khá. Thông qua bà Thím mới cho mấy nhà như tía con Cam, chú Tám vay tiền. Đều là những nhà có con gái mới lớn. Bà cũng không có gắt gao như xưa, nhưng mà lại òn ỉ tía má tụi nó cho con gái đi theo bà mần ăn. Chừng vài năm là có dư gửi về trả nợ. Chẳng những vậy, có khi là dư sửa lại nhà cửa nữa. Cam với Lụ theo bà ta lên xe đò. Chiếc xe đò ợp ẹp, nồng nặc mùi bánh mì với dầu gió. Thoảng mùi hăng hắc của mấy tấm rèm mấy ngàn năm chưa giặt. Giữa cái nắng gắt của bầu trời, hành trang của con Cam chỉ là cái vỏ lẫn quẩn mấy bộ đồ. Bà Hồng nhìn nó rồi cười sang sảng nói: "Ôi, đem theo nhiều chị lên trảnh cũng bỏ thôi hà. Tới nơi á, dì dẫn hai đứa đi mua mấy bộ đồ mới, bận cho nó đẹp, cho nó hợp với gái thành phố. Mấy cái bộ này nó lúa gần chết." Bà mở cái cửa kính xe mờ vì bụi đã lâu không ai lau, mà nói giới ra với hai người đàn ông đứng tuổi, đường lo lắng tiễn con gái đi xa. "Hai anh yên tâm đi, tôi dẫn tụi nhỏ đi, dạy dỗ tụi nó đàng hoàng. Chừng có tiền tích góp rồi á, tụi nó về thăm anh chị." "Chị coi sóc hai đứa nhỏ giùm nha." "Thôi hai anh về đi, để hai đứa nhỏ nó thấy á, nó không nỡ đi à." "Dạ, cảm ơn chị." Chú Ba lại lóng ngóng vô cửa kính mà nói với Cam và Lụ: "Nhớ nghe lời dì Hồng nghe chưa, hai đứa?" "Dạ, tía má nhà giữ sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ. Tối lạnh á, lấy cho dầu gió con để trong cái hộc tủ á, sức hai bên tay với lòng bàn chân. Tía nhớ nhắc má uống thuốc, không có được uống nước nóng đâu."
phải uống nước ấm hoặc là nước nguội. Còn nữa, có địa chỉ Di Hồng đưa cho tía, tía nhớ lên thăm con nghe tía. Bà Hồng liếc mắt, thấy cảnh chia lìa bình rịnh thì bực dọc trong người, nhưng vẫn đon đã nói: Thôi thôi, tía con làm thấy ghê quá. Đi có bao lâu đâu rồi về, chứ có đi luôn đâu mà bình tĩnh dữ vậy. Có tiền gửi về là tía má bay khỏe liền hả? Lại dỗ dỗ yên xe mà nói lớn với bác Tài phía trước: Chạy đi bác Tài ơi. Bác Tài nổ máy, chiếc xe chạy bon bon trên đường tỉnh lộ, trời xa nơi nghèo nàn, đến một mảnh đất hứa đầy xa hoa cám dỗ khác. Chú Tám với chú Ba nheo mắt đứng nhìn chiếc xe đò chạy khói bụi bay mịt mù, cho đến khi chiếc xe nhỏ xíu rồi khuất mất. Khóe mắt chú Ba cay cay, có chút chạnh lòng, nheo nheo đôi mắt mờ vàng trải của thời gian, thở dài một tiếng, rồi quấn khăn lên đầu che nắng, thủng thẳng quay lại con đường đất trở về nhà. Xe đã khuất rồi mà chú Ba chốc chốc vẫn ngoảnh đầu lại nhìn. So với chú Ba thì chú Tám có vẻ nhẹ lòng hơn. Mặt khác, lũ lớn hơn Cam 2-3 tuổi nên lo lắng cũng ít hơn. Yên tâm đi anh Ba, đi một ngày đàn học một sàng khôn, ở nhà với mẹ biết ngày nào nó khôn. Biết vậy, nhưng mà tuổi còn nhỏ quá, từ sanh đẻ tới giờ có xa nhà vậy đâu. Lên tới nơi đã hơn 5 giờ chiều. Bà Hồng bấm ruột bắt chiếc taxi đưa hai cô gái trẻ về quán của mình. Cam với Lụ đảo mắt nhìn căn nhà một trệt một lầu, tuy đã được phủ lên một lớp sơn mới nhưng vẫn không thể giấu được vẻ cũ kỹ. Vách tường cùng với sàn nhà đã nhám đen. Được cái căn nhà có diện tích khá dài, nằm ngay mặt tiền một đoạn đường ngắn. Nhà cửa cách nhau một khoảng, đều trang trí phía trước giống hệt nhau. Có lẽ chỉ khác nhau ở cái bảng hiệu mà cũng không có tên rõ ràng. Hầu hết đều lấy tên mơ hồ như là Qua Nắng, Mách Xa Phố. Cam khều tai Lụ nói nhỏ: Ủa, cái quán này đâu phải quán ăn đâu chị Lụ. Có cái gì đó không đúng khi mà bà Hồng nói với hai gia đình bọn họ là ở thành phố kinh doanh ăn uống giặt ủi, vậy mà trước mắt là một tiệm cắt tóc mát xa. Lụa gật gật đầu, đôi môi nhỏ khẽ bậm lại vì khát nước. Cả hai đều đã uống hết chai nước suối nhỏ được lơ xe phát cho lúc ở trạm dừng chân. Lụ mắt to, tóc đen lái, khuôn mặt tuy trắng nhưng lại lắm tấm đồi mồi. Vậy chứ càng làm nổi bật lên cái nét đẹp hồn nhiên của tuổi trẻ. Chẳng những không làm cho người đối diện khó chịu mà lại có phần thích thú, tựa như một kiểu trang điểm đang thịnh hành gần đây của mấy cô gái trẻ thành thị. Vô đi hai đứa. Bà Hồng quăng cái giỏ sách xuống ghế sofa màu da bò rồi kêu: Con Loan đâu? Ra đây biểu coi. Cô gái tên Loan lớn hơn Cam với Lụ gần 7-8 tuổi, ổng mẹo từ bên trong đi ra. Chiếc váy đỏ một dây bó sát thân thể đẩy đà, một bên dây áo trễ xuống vai chưa kịp kéo lên. Theo sau là một thanh niên tóc dài, mướt trượt như mấy ngày chưa gội đầu. Mặc áo sơ mi họa tiết da beo với làn da bánh mật đen nhẽm, cũng chưa có cài nút áo đã đi ra. Thấy bà Hồng, Loan cười cười, xà xuống ngon ngọt nịnh: Má nói tuần sau mới lên mà, sao lên sớm vậy? Bà Hồng liếc Loan một cái rồi chanh chua nói: Tao không về sớm thì đâu có biết tụi bay làm cái giống gì. Quá rồi hen, tranh thủ tao không có mặt á là tụi bay gà mọc đuôi tôm hết rồi. Thôi mà má, mà hai nhỏ này gà mới hả má? Loan nhanh chóng chuyển đề tài, trề môi một cái rồi lại nói tiếp: Đặt mũi thì cũng được đó, mà lúa quá má ơi, phen này rửa chắc cũng mệt lắm à. Bà Loan đưa đôi mắt dịu hâu như muốn xé xác Loan ra, rồi giằng tay nói: Đến mới đó, mày coi dẫn tụi nhỏ vô sắp xếp phòng cho tụi em nó đi, tắm rửa cơm nước rồi nghỉ sớm mới bắt đầu làm việc. Lụ dè dặt hỏi: Làm việc là việc gì vậy gì?
Bà Hồng tặng hắn, không nhìn bọn họ, chỉ cục lũng đáp rồi bỏ đi vô phòng trong. Mai dì chỉ cho biết, vợ đi theo chị Loan đi. Loan cũng nhanh nhẩu bước lại kéo tay Cam, đoan đã nói: "Đi, đi theo chị. Hai đứa ở một phòng nghe. Có đem bằng chải đồ theo không?" "Không có, nói anh này đi mua cho. Ở đây nhìn đơn sơ vậy chứ được cái thiếu thốn dữ lắm." Nói rồi cô cười hề hề, nhìn gã tóc dài lúc này cũng đã búi lên cao. Hắn có cái thẹo ở giữa cằm, nhìn thấy ghê ghê. Tay lầm lì, gương mặt trầm trầm, khiến cho Cam bất giác thấy sợ, không có dám nhìn. "Hai đứa để đồ đây đi. Phòng tắm thì ở cuối dãy, đi hết cửa quẹo ra phía sau là thấy liền à." "Dạ." Cả hai đồng thanh đáp. Loan định quay người rời đi, nhưng vội xoay người lại hỏi: "Ủa, hai đứa tên gì?" "Dạ, em tên Cam." "Còn em tên Lũ." "Trời ơi, nhà chắc trồng trái cây dữ lắm ha. Biết chị tên gì không?" Cam vô tư đáp: "Chị tên Loan. Hồi nãy em nghe dì Hồng kêu rồi." Loan phất tay: "Ai nói, Loan là tên má gọi thôi. Hồi đó nhà chị tên Ngàn." "Ngàn hả? Tên chị còn ngộ hơn tên em nữa." "Ừ, nhà chị bốn anh chị em lận. Tía đặt mấy anh chị em lần lượt là Ngàn lần tới nơi cho dễ nhớ." "À, vậy là chị lớn nhất hả?" "Ừ, chị già nhất á." "Thôi lo cất đồ đi, rồi tranh thủ một đứa tắm rửa, một đứa xuống phụ nấu cơm. Một lát chú Phi về mà chưa có cơm là bị chửi chết á." "À, giải phòng dưới đây á là để làm việc. Còn phòng nhân viên ở trên lầu hết. Nhà tắm thì chỉ có một cái ở dưới, còn một cái trên lầu. Nhưng mà chỉ sử dụng cái dưới thôi. Má Hồng không cho xài cái trên lầu đâu." "Vậy buổi tối muốn đi vệ sinh phải xuống lầu hả chị?" "Ừ, bởi vậy bất tiện lắm. Mà cái phòng nhỏ nhỏ kế cuối á là không có được lại đó nha. Má Hồng biết bà đánh chết á." Loan dẫn hai đứa nhỏ đi lên bậc thang, vừa cẩn thận dặn dò. Cam gật đầu lia lịa, rồi mang cái giỏ của nó đặt trước cái phòng được sắp xếp. Lũ thì nãy giờ chăm chú quan sát căn phòng, không để ý hay giảo hoạt như Cam. Lũ có vẻ trầm tính hơn nhỏ em hàng xóm nhiều. "Để em phụ nấu cơm cho, chị Lũ đi tắm trước đi." Lũ lấy trong giỏ ra một cái áo thun với cái khăn cũ, rồi nhẹ nói: "Ừ, vậy chị đi tắm trước. Cả ngày say xe mệt muốn chết nè. Em phụ đi, lát chị rửa chén cho." Cam gật gật đầu. Nó đối với Lũ cũng không tính toán gì. Lên đây có hai chị em, nó nghĩ phải nương tựa nhau mà sống. Bởi vậy nó cất đồ xong thì lật đật ra ngoài, lần mò cũng ra được chỗ bếp núc. Nó thấy Loan với hai chị gái nữa ngồi ăn cái dĩa xoài chấm mắm đường ở bàn tròn. Bên cạnh là một bà thím đứng tuổi mập mạp đang lặt dở bó rau muống. Thấy con Cam ló mặt ra, Loan cười cười ngoắt nó lại: "Đây nè, lại đây. Chị Thúy, chị Liễu. Còn đây là dì bảy bếp." "Dạ thưa dì bảy." "Thưa hai chị, em là Cam." "Ủa, Cam hả? Cái tên này chắc má phải đổi lại rồi." Cô gái tên Thúy nói, tay vẫn cắn miếng xoài non, khiến cho Cam ứa nước miếng, ê cả răng. "Em lặt rau đi, để dì bảy nấu cơm." Cam lặt được mấy cọng thì từ nhà trên có tiếng của thanh niên tóc dài nói vọng xuống: "Mấy đứa đâu? Có khách kìa." "Ơi, biết rồi, lên liền." Cam bực dọc lý nhí nói: "Mới giờ này mà cha nội nào đi sớm vẫn biết nữa. Chán dễ sợ. Thôi đi lên đi, để má ba la vợ." Ba cô gái rời khỏi bếp, Cam cũng không mấy để ý cho lắm. Nó vẫn nghĩ lên đây phụ giúp việc như lau nhà, giặt giũ, cơm nước mới là công việc chính của nó. Bởi vậy nó cắm cúi lặt rau, cho phụ lặt giặt cho bà bếp mà thôi. Hỏi mới biết là bà bếp giúp việc thời vụ, chỉ làm tới 5 giờ chiều là vậy. Lũ tắm ở nhà tắm phía sau cùng của căn nhà. Sát phòng tắm được dựng tôn đó là một cái bãi chuối rậm rạp. Không có cái nhà nào khác. Cũng là thành phố, nhưng mà ở đây khá vắng vẻ thư thớt. Làn nước mát lạnh xua đi phần nào cơn mệt mỏi của một ngày dài. Làn da trắng mịn lắm tắm nước,
cùng với hương xà bông bạc hà dịu nhẹ. Tinh thần Lụ thoải mái thấy rõ, chỉ nghe tiếng nước chảy từ dồi ra tí tách. Cúi người định múc gạo nước thì bỗng nhiên Lụ khựng lại. Cảm giác như có một ánh mắt đang nhìn mình từ phía khe hở của cánh cửa tôn được dựng hời hợt. Lụ ấn cả sống lưng, theo bản năng nhạy cảm của con gái mà quay lại. Ánh mắt lập tức biến mất sau khe hở giữa hai tấm tôn. Vừa lúc ấy lại nghe tiếng chân ai đó đụng vô bậc thềm. Tiếng chân mỗi lúc một nhỏ lại rồi mất hút đi. Có tiếng cười của con nít the thé vang lên, khiến cho Lụ có chút hoang mang, nên xối riết mấy gạo nước rồi mặc quần áo đi lên phòng ở lầu trên. Đến đoạn căn phòng cặp vách cuối cùng ở lầu trên, lại có một ánh mắt sáng quắc, tham lam nhìn theo bóng dáng của cô gái nhỏ. Gọi là căn phòng, nhưng mà thực chất chỉ là khoảng trống giữa vách tường nhà tắm với vách căn phòng phía trên mà thôi. Nhỏ chừng 2 mét, vừa đủ cho một người chui vô, khóa ngoài bằng một cái ổ khóa to đùng. Loan có dặn chỗ này không ai được phép đi vô. Có thứ ánh đèn trái ớt mờ mờ đỏ đỏ hắt ra từ khe hở. Lụ ớn lạnh sống lưng khi đi ngang qua đó. Không khí trên đây dường như cũng đặc biệt lạnh hơn ở tầng dưới. Lụ không thoải mái, lạ chỗ nên rất nhanh muốn đi tìm Cam, người duy nhất mà cô quen biết ở đây. Đến lúc cơm nước nấu xong xuôi, cũng là lúc căn nhà đầy đủ mặt mọi người nhất. Ngoài hai cô gái trẻ mới, còn có Loan, Thúy, Liễu. Bà Hồng có vẻ mệt nên ngủ đến giờ vẫn chưa thức. Bà bãi bếp phải đi lên phòng gọi dậy ăn cơm. Người thanh niên tóc dài tên là Vĩnh Sẹo. Còn có thêm hai người đàn ông khác. Một là ông Phi, chồng của bà Hồng. Cam nhận ra vì lúc trước ông ta hay tra vô khu xóm nhà nó để đòi nợ, cho nên nó biết. Còn một thanh niên đầu trọc nó mới gặp cũng chưa biết tên. Thanh niên đầu trọc bới riêng một tô cơm lớn rồi đi ra ngoài trước ngồi ăn chung với Vĩnh Sẹo. Ông Phi mặc một cái áo dài khỉ bằng vải bộ đội để lộ ra phần ngực da đen nhẽm. Bộ râu mép dài lởm chởm, ông từ nhà sau bước vô bếp, ngồi chiếm chệ bàn cơm, nhìn qua hai đứa lính mới của vợ. Liếc qua Cam, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Lụ, khiến cho cô có chút không thoải mái. Bèn xoay người đi ra phía sau Cam. Ánh mắt ông Phi láo liên vẫn không chịu rời đi. Nhìn cái bờ mông căng tròn sau lớp quần vải mỏng của Lụ, lão ta nuốt nước bọt. Chà chà, nay cơm ngon ha. Có thịt ba chỉ kho tiêu bắt cơm quá nè. Ăn cơm nhanh đi mấy đứa. Bộ ba Loan, Thúy với Liễu rất nhanh đã xà xuống bàn ăn. Chúc Phi nay về sớm ha. Loan cười cười bắt chuyện cho bàn ăn xôn xáo hơn. Nè ngồi đi hai đứa. Thúy kéo tay, Cam với Lụ mới ngồi xuống cái ghế gần đó. Vô tình sao chỗ của Lụ lại đối diện với ông Phi, khiến cho cả buổi cô cứ phải cúi gằm mặt, không dám nhìn lên. Lúc này bà bãi bếp đi xuống, sau đó là bà Hồng, mặt vẫn còn lơ mơ ngủ, ngáp vắn ngáp dài. Dạ, mời mọi người ăn cơm. Cam với Lụ dè dặt, bà Hồng vẫn một mặt không nóng không lạnh, nhưng chung quy vẫn khác xa cái bộ mặt tươi cười giảo hoạt lúc ở quê. Ăn đi, ngày mai con Loan dẫn hai đứa nó lên, dạy cho tụi nó làm việc nha. Ông Phi dạ mấy đũa cơm, nhai nhồm nhằm, ngắt lời vợ. Chất giọng trầm khàn đặc, hàm răng vàng khè vì khối thuốc lá. Tụi nhỏ mới lên mà làm gì gấp dữ vậy? Từ từ để tụi nó quen quen chút đã. Bà Hồng liếc chồng một cái. Vậy chứ ông có ngừng cái thói quen xài tiền, cà phê thuốc lá không? Ông Phi bị một lời chí mạng thì im bặt. Cam với Lụ đồng thanh dạ, rồi lo ăn cơm. Bữa cơm hôm nay có thêm người, nên bà Bảy cũng nấu nhiều hơn một hai món. Thịt kho, canh bầu, trứng chiên, rồi cũng xong một bữa. Lụ ở lại bếp phụ rửa chén, Cam đi về phòng riêng lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Lụ thấy vậy mới ngập ngừng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Chừng Cam tắm xong, quay trở lại,
thì không gian nhà sau khá vắng lặng. Cả dãy phòng chỉ có duy nhất một cái đèn dài đặt ở giữa. Phía trước mấy dây đèn nhấp nhá xanh xanh đỏ đỏ cũng đã được bật lên. Cam cầm chiếc khăn, vừa lau khô tóc vừa đi về phòng. Vừa đến cửa phòng thì bỗng có một cái bóng đen từ căn phòng bên cạnh bất thình lình xuất hiện. Mái tóc dài xõa lả lơi một bên vai. Cái bóng đó thụ lù xuất hiện khiến cho Cam giật nảy mình, buông trơ cái khăn mà la lên một tiếng ma. Cam nhắm tịt mắt, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy vai nó rồi thều thào: "Ma đâu mà ma." Cam run rẩy mở mắt ra. Nó thở hắt ra một tiếng rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. À, trời ơi, chỉ là mày mất hồn à. Loan cười ha hả trêu chọc. Con nhỏ nhát dữ bay, nhà sáng trưng gì mà sợ, ở dưới quê giờ này là tối thui rồi. Nhà em ở dưới quê á, giờ này là đóng cửa tắt đèn thả chó. Cam trả lời, nó cũng tươi cười, thôi không còn cái bộ dáng sợ hãi như lúc nãy nữa. Loan kéo kéo tay nó, giọng điệu đúng kiểu chị gái đang dụ dỗ dạy hư đứa em nhỏ. Bởi vậy dưới quê chán gần chết, dân Sài Gòn giờ này người ta mới bắt đầu đi chơi thôi à. Ê, ra trước chơi đi, ngủ chi sớm. Cam ham vui, nghe Loan rủ rê cũng muốn đi, nhưng ngại Lụ vẫn chờ mình ở bên trong nên nói: "Để em vô nói chị Lụ một tiếng cho em ra." "Ừ, rủ nó ra luôn." Nói rồi cô đi ra trước. Chiếc đầm đen buổi chiều đã được thay bằng chiếc quần jean ngắn qua đùi cùng với cái áo thun trắng, trẻ trung năng động hơn. Chị Loan rủ mình ra nhà trước chơi kìa, chị có đi không? Lụ ngồi ở mép nệm xếp lại mớ quần áo. Trong phòng không có giường, chỉ có một cái nệm nhỏ lót ở dưới đất cùng với hai cái gối với mền. Lụ ngáp một cái rồi đáp: "Thôi, chị buồn ngủ quá, em muốn đi thì đi đi. Vậy chị ngủ trước đi, em ra chơi một chút rồi vô." Lụ cảm thấy ghen tị với sự hồn nhiên của nhỏ em. Không biết lo nghĩ cũng là một loại hạnh phúc. Chẳng cần biết ngày mai ra sao, phải gặp những chuyện gì. Cam cứ sống bình đạm, tươi cười hết ngày hôm nay. Mà hồi nãy em tắm á, có thấy gì lạ không? Lụ vẫn còn băn khoăn chuyện lúc tắm mà cô gặp phải. Cặp mắt sáng quắc, lạnh lùng ấy rõ ràng là đang nhìn cô. Nhưng vừa mới đó đã lập tức biến mất. Lụ có chút hoang mang về nơi này. Em có thấy gì đâu, bộ chị thấy gì hả? Không, không có gì hết á. Lụ cũng không muốn để Cam lo lắng nên quyết định không nói. Cam vô tư đóng cửa rồi đi ra trước với mấy chị. Lụ nằm một mình trong phòng. Tầm 9 giờ hơn, Sài Gòn tính ra là sớm, nhưng Lụ vẫn là dân nhà quê nên thấy đã trễ lắm rồi. Cô tắt đèn phòng rồi nằm trong bóng tối, suy nghĩ về ngày hôm nay, lo lắng một chút về ngày mai. Không biết sẽ làm gì, nhưng nhìn thấy căn tiệm cùng với dụng cụ phía trước, cộng với cách ăn mặc của Loan, Thúy và Liễu, cô cũng lờ mờ đoán được việc mình sắp làm cũng không hẳn là tốt đẹp gì. Lụ chín chắn hơn Cam, cũng dễ chấp nhận hơn Cam. Cô làm gì cũng được, miễn là hết nợ, có tiền gửi về cho tía má ở nhà đỡ lo, đỡ cực là được rồi. Lụ không quản được nhiều hơn nữa. Đồng tiền đối với những gia đình mấy miệng ăn của cô đều quan trọng hơn sĩ diện rất nhiều. Cô tự nhủ chịu khó ở đây làm một thời gian, tới khi trả hết nợ cho bà Hồng sẽ tìm một nơi khác tốt hơn mà làm. Cô nhớ tới người yêu của mình, cũng hơi giận dỗi anh một chút khi hứa hẹn bấy lâu mà không thấy về. Lụ lại nhớ tới một chị ở gần nhà lấy chồng Đài Loan mới về chơi năm trước. Nhìn chị cũng không khác gì so với lúc đi lấy chồng là mấy, nhưng nhà cửa ở Việt Nam thì thay đổi rất nhiều. Căn nhà lá sập xệ giống như nhà cô cũng được xây lên thành nhà tường cao ráo khang trang hơn. Mấy công đất trồng cam dù có rớt giá, tía má của chị cũng không lo đến bạc đầu, mất ăn mất ngủ như tía cô. Lụ nghĩ đến đường cùng thì cũng chỉ có thể như vậy thôi.
nghĩ đến khi ánh mắt của Lụ Liêm Diêm dần đi vào giấc ngủ. Một ngày mệt mỏi cũng dần khép mi mắt lại. Lụ ngủ khá ngon mặc dù lạ chỗ. Chợt tiếng cánh cửa nhựa bản lề quen rỉ biết vào nhau kêu lên, khiến cho Lụ lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn rất lười nhác để mở mắt. Lụ nghe thấy tiếng bước chân người rất chậm tiến lại cái nệm nơi cô nằm. Lụ nhích nhẹ người qua một bên sát chách để nhường chỗ vì nghĩ đó là Cam. Giọng lè nhẹ nói, Cam ơi em, ngủ sớm đi, mai còn thức sớm làm việc. Rồi cô lại díp mắt ôm cuộn lấy chiếc gối mà tiếp tục ngủ đi. Người kia cũng không trả lời, chỉ cảm giác được thân người nặng nề đè lên, khiến cho chiếc nệm lún xuống một hõm sâu khá rõ. Cánh tay luồn qua eo ôm hờ lấy thân thể của Lụ, hơi thở phả vào gáy làm cho Lụ ớn cả sống lưng. Cái dư vị của dầu gió xanh kết hợp với kẹo xì gum, Lụ cũng sẽ không phản ứng nếu như bàn tay kia chịu yên vị ở một chỗ. Nhưng nó lại luồn qua lớp áo ở dưới rốn, rồi lại mơn trớn bờ mông của cô, khiến cho cô hơi khó chịu cằn nhằn. Đừng có giỡn mà, chị buồn ngủ lắm. Cánh tay ấy có vẻ nặng hơn bình thường. Nghe Lụ nói, lập tức rụt lại. Lụ lại nghe tiếng mở cửa đi ra, như có cái gì đó không đúng. Cô lờm cờm ngồi dậy. Đúng là cái mùi hương đó không giống của con Cam. Cam dù là gái quê nhưng cũng không đến nỗi khó ngửi như vậy. Lụ lo sợ ngồi co ro cho đến khi Cam đi chơi vậy. Hai mí mắt của cô nhíu lại vì buồn ngủ, nhưng cũng không dám ngủ. Lụ cũng mơ hồ đoán được những ngày sắp tới đây của cô sẽ không yên ổn là bao. Lựu và Cam được nhóm Tâm ca áo trắng, Loan, Thúy, Liễu dạy cho cách gội đầu, massage mặt và vai cho khách. Cả hai học việc khá nhanh. Cam tuy có dụng về nhưng vẫn làm được. Rảnh rỗi cô sẽ tọt xuống bếp để phụ, vì không thích phải tiếp khách ở nhà trước cho lắm. Khi nào đông quá mới gọi Cam lên phụ mà thôi. Bà Hồng thời gian đầu cũng không quá ép uổng hai cô gái trẻ, nhưng thái độ cũng không mềm mỏng, ngọt ngào như lúc ở quê nữa. Mà lạ ở chỗ là gội đầu massage thì làm ở nhà trước. Thỉnh thoảng sẽ có vị khách to nhỏ gì đó với chủ quán, rồi sẽ được nhóm Tâm ca áo trắng dẫn vào phòng riêng bên trong. Căn phòng cũng đầy đủ những vật dụng bàn ghế để gội đầu massage. Nhưng tại sao không làm ở trước luôn mà phải vô phòng riêng như vậy? Cam vẫn có chút không hiểu. Hỏi Lụ thì cô lắc lắc đầu, tỏ ý kêu Cam đừng có thắc mắc. 2-3 tháng sau êm ả trôi qua, lượng khách nam từ trẻ tuổi đến trung niên đều đều rất ổn định. Thỉnh thoảng vẫn sẽ có những ông già luống tuổi đến. Có thể nói tiệm bà Hồng làm ăn khá khẩm nhất con đường này. Nhân viên mới như Cam và Lụ rất ít khi được cho ra ngoài, trừ những dịp đi chợ mua dầu gội, dầu xoa bóp thì được Loan chở đi chơi. Bà Hồng rất khó, dĩnh xẹo với thanh niên đầu trọc, lúc nào cũng lãng vãng trước cửa tiệm. Lụ cũng đoán được hai gã là bảo kê của chỗ này. Khi có khách cà chớn kiếm chuyện, hai gã sẽ ra mặt. Bộ dạng hầm hố, với vết sẹo, cùng với thân hình cao to vạm vỡ của dĩnh xẹo, cho gầy gò như tên nghiện của thanh niên đầu trọc, thì hai gã chưa động tay đã khiến cho khách cà chớn xanh mặt, hết dám kiếm chuyện quậy phá nơi làm ăn rồi. Có lúc hai gã sẽ theo ông Phi đi đâu đó, nhưng cũng chỉ cần một cuộc gọi sẽ lập tức có mặt ở tiệm. Không khó để nhìn ra giữa dĩnh xẹo và Loan có gian tình. Công việc ban ngày khá nhiều nên cả ngày Cam và Lụ hầu như chỉ ở tầng dưới. Khi nghỉ trưa cũng nằm tạm mấy cái võng bắt ở trước cửa. Chỉ đêm khi xong xuôi hết công việc, tiệm đóng cửa mới lên phòng ở trên lầu mà ngủ thôi. Nhưng ở đây cũng đã được một thời gian. Đôi khi có những đêm hai cô gái
sẽ nghe được những tiếng động kỳ lạ phát ra từ căn phòng nhỏ ở gần nhà tắm. Cam nghe được tiếng rì rầm đọc những câu gì đó rất khó nghe. Dù đã căng hết màng nhĩ, vận dụng hết những dây thần kinh trí não tập trung để nghe, nhưng cũng không nghe ra được câu gì. Tựa như là một thứ ngôn ngữ khác, có lẽ là tiếng Campuchia hay là tiếng Lào gì đó. Đều đặn vào ngày 12 và 13 hàng tháng sẽ được nghe thanh âm kỳ lạ mà đầy ghê rợn đó. Lựu thì lại nghe được thanh âm khác. Đó là tiếng trẻ con giỡn hất, tiếng cười hi hí của một đứa trẻ như khi được quà bánh. Đôi khi là tiếng chân chạy ngoài hành lang giải phòng, rồi đến ban công, rồi quay trở lại nhà tắm. Tiếng chân chạy trên nền gạch vang lên lạch bạch, khiến cho Lựu mất ngủ cả đêm. Điều khiến cô sợ nhất là đôi khi cô vẫn cảm nhận được có ánh mắt nhìn từ phía sau mình, lạnh xương sống, nhưng khi quay lại thì không phát hiện được gì. Cái cảm giác này ngay từ ngày đầu tiên đến đây cô đã cảm nhận được rồi. Hỏi Cam, Cam nói không hề bị cảm giác giống cô. Lựu cứ thắc mắc mãi nên đành cho rằng mình nhạy cảm thôi, tự hù mình mà thôi. Lựu sợ cái căn phòng nhỏ bí ẩn kia lắm, cho nên không dám bén mảng lại gần. Còn Cam thì không sợ. Nó len lén lại gần, định nhìn qua khe hở xem có gì trong đó. Nhưng những kẽ hở dù là nhỏ nhất cũng đều tối thui từ bên trong, cho nên người bên ngoài muốn nhìn cũng không thể thấy được gì. Chỉ có thoang thoảng cái mùi hăng hắc của thảo mộc với nhang trầm tỏa ra từ đó. Vào những ngày các thứ âm thanh hỗn tạp ma quái kia xuất hiện càng gần, thì mùi hương của hai loại thảo dược ấy càng nồng đậm hơn. Cam cũng sợ bị bà Hồng la, cho nên không có lại gần đó nữa. Có lần buổi chiều hôm đó, do đi mua đồ với Loan về bị ướt, nên Lựu lên phòng lấy đồ thay. Vô tình bắt gặp ông Phi chồng bà Hồng bước ra từ cái phòng nhỏ đó. Ông Phi đang đưa tay khóa cửa phòng thì bắt gặp Lựu. Ánh mắt ông ta nhìn Lựu lờ đờ không tỉnh táo, khiến cho Lựu bất giác rùng mình. Vội cầm quần áo chạy một mạch xuống lầu, xém té nhào. Dạo này khách của tiệm khá đông, nên cả năm nhân viên, tính luôn cả Cam và Lựu, đều tất bật ở phía trước. Bà Hồng đặt thêm một cái quầy nước bằng cây để bán cà phê thuốc lá kiếm thêm. Thêm mấy đứa là thêm mấy cái miệng ăn. Tao phải kiếm cái gì đó bán thêm để mà trang trải. Con Cam nó chậm thì lo cái vũ nước nôi này đi. Khi nào cần thì có thể ra gọi đầu massage cho khách. Bà Hồng dặn dò, rồi kêu Thúy chở Loan chạy ra chợ mua thêm mấy cái lốc nước ngọt xá xị, coca, thuốc lá về để chuẩn bị bán. Nhớ ghi giá đàng hoàng, rồi nói rõ cho con Cam nhớ để nó biết được mà bán nha. Buổi tối hôm đó tầm 7 giờ hơn, mấy nhân viên thay nhau cơm nước dọn dẹp rồi chia nhau ra trước đón khách. Bà Hồng hôm nay không biết mệt trong người như thế nào mà cả ngày trời không thấy xuống tầng dưới, chỉ kêu bà Bảy đem cháo lên. Ông Phi cũng không thấy mặt đâu. Anh trai, lâu dữ mới ghé quán em gọi đầu vậy? Liễu cười giòn giả, đứng dậy chào khi thấy một người đàn ông tầm hơn 40. Khách quen của quán thỉnh thoảng vẫn ghé, nên cả Loan, Thúy hay Liễu đều nhớ mặt. Gã ta tháo cặp kính râm, nhìn thôi cũng biết là mua ở lề đường xuống, để lộ khuôn mặt trắm nắng, hàm răng hô lồi ra phía trước, cũng dàn khè vì khói thuốc. Nhè răng cười hề hề với Liễu, rồi khoác tay cô đi vô trong. Bận đi bắt với thằng này có ghé được đâu, vừa về là qua kiếm mấy em liền đó. Liễu dắt ông khách xà nẹo đi vô trong. Lúc này Cam vẫn lây quay dọn cho sạch sẽ cái quầy nước người ta mới vừa đem đến. Ông khách liếc mắt thấy Cam, có vẻ vừa mắt, liền liếc Liễu hỏi. Có em gái mới hả? Sao anh không biết vậy cả? Cam nghe vậy thì muốn ói trong lòng. Tuổi ông ta sắp xỉ cha chú rồi, chứ ở đó mà anh với em. Liễu gật gật đầu. Ừ, bé nó mới tới có mấy tháng thôi, anh có ghé đâu mà biết. Ông khách gãi gãi cầm, nở nụ cười đầy nhá nhem
hỏi nhỏ với Liễu. Bé đó có đi riêng không? Liễu đưa mắt nhìn Cam bối rối, không biết trả lời như thế nào. Chốc sau mới đáp. Đợi em lên hỏi má một cái. Chứ bé này nó mới còn chưa quen, sợ nó làm anh không hài lòng á. Anh khoái con bé này rồi. Đi hỏi đi, lát anh cho em riêng. Liễu đi ngang qua Cam, rồi vụt lên lầu hỏi ý bà Hồng. Cam ngó theo, rồi lại cắm cúi làm việc của mình. Ông Cách lân la lại gần, hỏi lấp lĩnh. Nè, em nay nhiêu tuổi rồi? Nhìn trẻ trung mơn mởn thế này á, chắc ở quê mới lên hả? Dạ chú, con ở quê mới lên. Trời ơi, người ta vậy mà kêu bằng chú, giận luôn bây giờ đó. Dạ, chứ gọi là gì ạ? Gọi bằng anh đi, cho nó trẻ. Chẳng biết từ lúc nào mà ông Khách đã đứng sát một bên quầy nước. Cam ngẩng đầu lên thì giật nảy mình. Sau câu nói lúc nãy, ông ta thuận tay vuốt một bên vai của Cam để tận hưởng cái làn da mềm mại của thiếu nữ qua lớp áo thun vải mỏng. Da em mịn quá. Cam co rút người sát vách tường, lắp bắp nói. Ông làm gì kỳ cục vậy? Rồi nó muốn bỏ đi chỗ khác. Ông Khách nắm lấy khuỷu tay Cam, cười gian tà nói. Trời ơi, giỡn chút thôi mà em làm gì căng vậy? Cái kiểu này đúng là gái quê rồi nè. Anh thích cưng rồi đó nha. Đi với anh cho cưng tiền. Con lên kêu chị Liễu cho ông. Ông đợi chút. Cam dặn tay mình ra, rồi theo bản năng là chạy trối chết. Ông Khách vẫn nhìn theo Cam mà cười hề hề, cái giọng điệu cực kỳ dung tục. Ông ta chỉ muốn đùa giỡn với Cam một chút thôi, ai ngờ con nhỏ này dễ thương quá trời. Liễu ánh mắt buồn buồn, không rõ ý tứ, từ trên lầu đi xuống, nhìn ông Khách rồi gật gật đầu ra ám hiệu. Ông Khách bật cười lớn hài lòng. Anh vô phòng trước đi, phòng số 1 á, em dẫn nhỏ vô liền. Liễu không nóng không lạnh nói với ông Khách. Ông ta biết ý, bẹo má Liễu một cái, rồi móc bóp lấy 50 ngàn nhét vô ngực áo của cô. Cảm ơn anh. Liễu nói rồi nhanh chóng đi ra sau tìm Cam. Em vô phòng số 1, gọi đầu cho khách đi em. Cam ngập ngừng, hai tay không tự chủ mà díu vào nhau. Em không làm có được không chị? Sao vậy? Ông Khách này sợp lắm đó. Em chịu khó một chút, lỡ bao hôm thêm tiền à. Liễu biết bản thân đang nói dối, nên xoay mặt đi, không nhìn thẳng vào đôi mắt ngưng ngấn nước của cô gái nhỏ. Thiệt bụng trong nhóm nhân viên ở đây, ai cũng mến Cam, vì nó nhỏ nhất, lại ngoan ngoãn, lúc nào cũng tươi cười, làm người đối diện vui lòng. Ông hồi nãy, ông nắm tay em á. Trời ơi, chuyện đó bình thường mà. Chịu khó một chút mới có tiền cho em. Nghe chị đi, đi lên đó. Để ông đợi lâu ông quạo á, ông lên mét má, là mệt cho em mình lắm á. Nhưng mà... Cam vẫn còn rất sợ, dục chặt đứng tần ngần một chỗ. Từ từ rồi quen thêm. Vô làm cái nghề này không tránh khỏi đâu. Chỉ gội đầu thôi phải không chị? Ừ, chỉ gội đầu thôi. Nghe lời chị, đi lên đó đi, ngoan. Cam quẹt quẹt nước mắt, rồi cũng nghe lời chị Liễu, đi lên cái phòng đầu tiên. Nơi đó ông Khách đã nằm sẵn trên ghế đợi nó. Vừa thấy Cam mở cửa bước vô, đã liền cười hề hề khoái chí. Cam do dự một lúc rồi bước thêm một bước. Ông Khách không nói không rằng, kéo người Cam đến ngồi vào đùi ông ta. Một bên tai bóp chặt lấy vai cô, rồi thì thầm khiến cho Cam rùng mình. Chịu anh đi, anh cho em tiện. Chú nằm đi, con gội đầu. Ông Khách cười đến nhăn mặt, vươn cổ hôn lên gáy Cam một cái, khiến cho nó giật nảy mình, muốn dằn người ra, nhưng rồi bị cánh tay của ông ta giữ chặt cứng. Chú buông con ra đi mà. Cam nài nỉ, hơi thở vấn mùi thuốc lá,
cùng với đôi môi thâm xì của ông khách cứ phà vào mặt, khiến cho Cam cảm thấy mắc ói vô cùng. Đã vô tới đây rồi còn mắc cỡ gì nữa em gái? Ngoan đi, một lát anh thưởng cho. Buông ra đi mà. Cam vùng vẫy mạnh hơn, cuối cùng thoát được khỏi vòng tay của ông khách. Hướng cửa định chạy đi, nhưng rất nhanh đã bị tóm lại. Cam la thất thanh cầu cứu, nhưng phòng khách âm, với lại bên ngoài có nghe cũng không ai quan tâm. Cam bật khóc thành tiếng. Nó khóc tức tưởi, cố cào cấu vào tay, vào mặt của ông khách. Ông ta bắt đầu mất hết kiên nhẫn và khó chịu, vừa né tránh vừa rút sợi dây nịch ra, muốn trói tay nó lại. Con nhỏ này cứng đầu thiệt đó. Nhưng mà tao thích, như vậy nó mới hứng thú. Cô em chị Liễu ơi. Cam gào lên với hy vọng sẽ có người cứu nó. Nhưng cánh cửa vẫn im lìm, bên ngoài vẫn không có một tiếng động. Ông khách ném mạnh người nó xuống chiếc sofa bên cạnh. Sợi dây nịch không trói được tay nó, nhưng có thể dùng để đánh nó. Ông khách không ngần ngại, quất thẳng xuống người Cam một cái đau điếng, để áp chế cho nó sợ mà thôi vùng vẫy. Dây nịch quất mạnh vào da, nổi rõ lên một lằn đỏ rát. Cam khóc tức tưởi, ánh mắt quất hận nhìn ông khách. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt hả em gái? Ông khách lườm, đè Cam ra, cho bắt đầu luồn tay cởi áo của nó. Cam uất hận đến tột cùng, nó đẩy mạnh người ông ta, rồi với lấy chậu bông cúc giả trên bàn, đập mạnh vô đầu ổng. Ông khách trợn trắng mắt, máu từ đỉnh đầu từ từ chảy xuống thành một dòng giữa trán. Tay sờ sờ, cảm thấy vị tanh của máu, thì nổi điên lên túm lấy tóc Cam, rồi giáng cho nó một bạt tay, miệng trích lịch. Mẹ mày, dám đánh tao hả? Bữa nay tao giết chết mẹ mày. Thêm mấy cái tát như trời giáng nữa xuống mặt Cam. Nó cũng không để yên, chụp lấy cái phần đái bể nhọn của bình bông, đưa ra trước mặt ông khách, chạch một đường. Ông mà đánh nữa thì tôi giết ông đó. Ông khách bị mất máu nên bắt đầu hoa mắt, say sẩm mặt mày. Nghe con Cam hù thì cũng khựng lại. Nhìn mặt con nhỏ này, biết là nó làm thiệt chứ chẳng có chơi. Bởi vậy ông ta cũng dừng động tác hành hung, rồi ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. Con Cam thấy vậy, lập tức mở cửa chạy trối chết ra ngoài. Ông khách miệng bô bô hét lớn, khiến cho cả căn nhà như vậy sống. Bà Hồng từ tầng 2 cũng nghe thấy mà hoảng hốt chạy xuống. Trong lòng thầm nghĩ không biết đứa nào báo nữa đây. Cũng rất nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho Vĩnh Sẹo với đầu trọc về. Bà chủ đâu? Ra đây, làm ăn vậy đó hả? Để nhân viên đánh khách là sao? Mẹ nó chứ. Ông khách gào thét như heo bị chọc tiết, thuận tay ném cái mảnh vỡ của bình bông vô cái kính to trước mặt. Kính vỡ toang, mảnh vỡ văng tứ tung. Chuyện gì vậy tụi bay? Liễu sợ hãi, mặt tái nhợt nhìn ông khách đầu cổ máu me, đang làm mình làm mẩy kìa. Cô cũng sợ quá không dám bước vô. Bà coi, nhân viên của bà nó đánh tôi ra nông nổi này nè. Bà Hồng vừa xuống, thấy đầu ông khách chảy máu thì cũng hoảng hồn. Nhưng nhìn lại căn phòng lộn xộn, kính vỡ vương vãi với nền gạch, thì bà ta nhăn mày. Tiền bạc của bà nên bà xót lắm. Đứa nào làm? Dạ con Cam. Liễu lắp bắp trả lời. Kêu nó ra đây. Cam co ro ngồi trong bếp thì bị Vĩnh Sẹo lôi ra ngoài. Lúc này Lựu với Loan cũng vừa đi chợ trở về. Thấy cảnh nhà cửa gà bay chó chạy thì cũng sợ, biết là đã có chuyện gì xảy ra, nên cũng đứng im một bên chứ không dám hó hé gì. Lựu thấy Cam mặt mày sưng húp, hai hốc mắt đỏ que, bị lôi sành sạch đi thì xót lắm, nhưng không dám nói giúp nó, biết nó gây ra chuyện lớn gì rồi. Nó đánh chú em phải không? Bà đuôi hay gì mà ông thấy? Ông khách hất hàm ra vẻ hổ báo, mặc dù bộ dạng hiện tại rất thảm thương. Uầy,
ăn nói cho đàng hoàng nghe chú em. Dính xeo lườm lườm, cất giọng khàn đặc cảnh cáo. Bà Hồng có vẻ hài lòng khi đàn em hiểu chuyện. Bà thấy mặt ông khách là bà cũng không ưa rồi. Bà quay qua hỏi Cam. Mắc cái gì mày đánh khách vậy? Dạ, ông bóp ngực con. Con lấy dây nịch đánh con nữa. Con đau quá cho nên mới đánh lại. Nè, bà đừng có binh lính của mình. Nói chịu vô phòng rồi bà còn làm giá. Cái thứ làm gái mà mày đặt chảnh chó. Tôi không có làm gái. Mày im đi. Mày đánh khách là mày sai. Trói nó lại rồi nhốt vô cái phòng phía sau cho tao. Bà Hồng tằng hắn nói. Chính sẹo lập tức lôi Cam đi. Con Cam bị lôi đi, vừa nhìn ông khách bằng ánh mắt thù hận. Chỉ hận không thể móc lội mắt ông ta ra mà thôi. Chú cũng không có đúng hết đâu. Chú đánh gà nhà của tôi. Bây giờ tôi đền tiền thuốc men cho chú. Chuyện này tới đây kết thúc. Làm lớn ra thì hai bên cũng không có ích lợi gì. Bà Hồng giọng điệu thỏa hiệp. Đánh bể đầu mà nói không có gì. Bà có tin tôi quậy nát quán bà không? Vậy bây giờ chú muốn làm sao? Thôi đành tiện đi. Coi như tôi xui. Làm ăn vậy á, mới mốt ai mà dám ghé nữa. Ông khách thấy khuôn mặt hầm hầm của Vĩnh Sẹo với đầu trọc ở phía sau thì cũng biết sợ. Nhưng cái miệng vẫn nói rất cứng. Bông băng thuốc đỏ 100. Bà Hồng móc bóp lấy tiền. Ông khách trợn mắt. Cái gì? 100 ngàn hả? Tôi đánh bà bể đầu rồi đền 100 ngàn bà chịu không bà già? Vĩnh Sẹo cất tiếng hỏi. Vậy bây giờ mày có chịu lấy không? Được rồi, quán bà làm ăn tốt lắm đó. Ông khách giật lấy tiền rồi bỏ đi trong sự tức tối. Bà Hồng lúc này mới nổi cơn thịnh nộ, đùng đùng đi xuống chỗ Cam bị nhốt, tát cho nó mấy cái đỏ mặt. Mẹ mày, chưa làm được cái gì mà báo tao rồi. Con không làm nữa đâu, diễn gì cho con về đi. Tiền còn chưa trả mà đòi về ha? Tao nói cho mày biết, sớm muộn gì mày cũng phải bán thân trả nợ cho tao thôi. Đã vô đây rồi á thì đừng có mơ mà sạch sẽ bước ra. Khôn hồn thì ngoan ngoãn làm việc đi. Bà Hồng gằn lên từng tiếng, khuôn mặt đỏ au, lộ rõ bản chất của một loài quỷ dữ. Con không làm mấy chuyện đó đâu. Mày không chịu tiếp khách thì tao quăng mày cho tụi thằng Vĩnh. Nó làm cái gì mày thì ráng mà chịu. Tiếp khách vừa có tiền vừa trả được nợ. Còn mà lì lợm á thì chỉ thiệt cái thân thôi. Dì chị ơi, dì tha cho con về đi. Bà lại gằn lên từng chữ rồi bỏ đi lên trên. Cũng không quên căn dặn Loan. Bỏ đói nó một ngày một đêm cho nó khôn ra. Đứa nào mà lén cho nó ăn uống, tao biết được thì đừng có trách tao. Nghe rõ chưa? Bà ta cố tình nói thêm cho Lựu nghe. Lựu đứng một bên cũng run rẩy tay chân khi thấy bà Hồng hung dữ, lộ rõ nguyên hình một má mì thứ dữ rồi. Dạ, tôi con biết rồi má. Mấy cô gái đồng thanh trả lời. Bà Hồng mới vừa ý bỏ đi lên trên tầng. Cam bị nhốt ngay sau đó. Các người cũng đau ê ẩm vì bị ông khách đánh lúc nãy. Mặt mày bắt đầu sưng lên. Một bên miệng còn bị dập hẳn, khiến cho khóe môi vương chút tơ máu. Cái nơi ẩm thấp xung quanh toàn là một màu âm u. Mùi của những tấm tôn rỉ sét nồng nặc xộc lên mũi. Hai bên vách là những cái vệt gì đó tựa như máu đã ngã sang màu xẩm xịt. Nơi này có lẽ Cam cũng không phải là người đầu tiên bị nhốt, cho nên vẫn còn một sợi xích nằm trơ trọi dưới nền gạch. Cam vô lực nằm bệt xuống, mặc cho các bụi dính mết vào áo vào người. Nó nhớ tía má, gương mặt hằn những vết chân chim của má, nhớ làn khói thuốc của tía, nhớ cái bếp lửa chợn dần trong sương sớm ấm áp của má. Đã lâu rồi Cam chưa được ngửi hơi khói nồng bếp lửa, chưa được cảm nhận cái không khí buổi sáng ngắm những đám khói từ phía xa. Mấy tháng nay ở trên thành phố cũng chẳng còn thấy được nữa. Cam bật khóc như một đứa trẻ, nằm co ro giữa cái lạnh của màn đêm,
một cái bụng rỗng, một tâm hồn vụn vỡ. Cô bé tuổi đôi mươi đáng thương chính thức rơi vào cạm bẫy của cuộc sống, đối mặt với những kẻ đội lốt là con người nhưng bản chất thì như loài lang sói. Giữa cái oi bức của trời mùa hè, chú Ba giật mình thức giấc giữa đêm, lòng ngực đau nhói. Ông lại đau nữa hả? Thím Ba lợm khợm đỡ người chồng ngồi dậy, cẩn thận vuốt lưng cho ông. Chú Ba ho khan vài tiếng, một lúc sau lấy lại hơi mới khàn giọng trả lời. Ừ, tức ngực quá bà ơi. Mà sao tự nhiên tôi mơ thấy con nhỏ, lo cho nó quá. Đi biệt biệt mấy tháng trời không có thư từ gì hết, không biết cô làm được công chuyện của người ta không nữa. Chú Ba chau mày, đi lại bàn cây rót trà mà uống. Thím Ba cũng thở dài theo chồng. Nhắc mới nhớ, nó đi cũng mấy tháng trời rồi, tôi cũng nhớ con nhỏ quá. Để giờ tôi coi gom tiền đợt này lên thăm nó một chút. Bà coi gói ghém mớ cam đem lên làm quà cho chị Hồng. Ơn phước người ta cho mình mượn tiền, rồi còn dạy dỗ con nhỏ nữa. Ông có đi hay rủ chú Tám đi chung đi, chắc chú ấy cũng muốn lên thăm con Lụ đó. Này Cam, dậy đi, dặn chút cháo nè em. Lụ khẽ lay lay người Cam, lúc này đã yếu xìu, vừa nhỏ giọng kêu. Chị Lụ ơi. Cam vừa hé mở đôi mắt nhỏ ra, nhìn thấy Lụ thì ứa nước mắt. Nước mắt thấm vào vết thương chưa kịp kéo vẫy, đau rát. Cứu em đi chị Lụ. Lụ mũi lòng, ôm Cam mà thủ thỉ. Chị sẽ cứu em mà. Bây giờ ráng ăn chút cháo cho có sức, đợi tới lúc thích hợp chị em mình trốn ra khỏi đây. Được không chị? Được mà, nhất định em sẽ thoát khỏi đây. Lụ đút muỗng cháo trắng thịt băm đến miệng cho Cam. Cam nghe lời nên cố ăn, mặc dù cả cơ thể đều đau nhức, ăn không thấy vị gì. Bà ta có bắt chị làm vậy không? Lụa im lặng, chốc sau mới khẽ trả lời. Chưa, mà chắc cũng sắp tới rồi. Bà có cho không ai cái gì đâu. Chị Lụ ơi, chị em mình rơi vào bẫy rồi. Chị nhất định không được làm cái chuyện xấu hổ đó. Tia ma ở dưới quê mà biết, chắc tự dẫn chết quá. Chị biết rồi, em ăn thêm đi. Lụa xoa xoa mái tóc rối nụi của Cam. Đứa nhỏ cô xem như em gái, bị đánh đến đáng thương như vậy, dù bằng cách gì đi nữa cũng phải làm cho hai người thoát khỏi đây. Cho ăn xong thì đi lên đi chứ, ở đây hoài rồi ai làm việc. Thanh niên đầu trọc ngáp dài một cái rồi nói với Lụ. Tôi lên liền. Lụ nhét vô tay Cam một chai dầu gió. Chị đi lên, em nhớ sức dầu nha. Chị Lụ. Cam luyến tiếc vòng tay của Lụ. Thanh niên đầu trọc khóa cửa lại rồi cũng rời đi ngay sau đó. Hắn được cắt cử canh giữ Cam, Hồng không cho cô có cơ hội trốn thoát. Bà Hồng vốn tưởng đâu Cam dễ thuần phục, nhốt chừng vài bữa một tuần nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà phục vụ khách. Ai dè nó cứng đầu cứng cổ, cả tháng nay không chịu nghe lời. Bà bỏ đói rồi đánh nó biết bao nhiêu mà nó vẫn cứ trơ trơ ra, cũng không thể bỏ nó chết được. Bà gần như sắp hết kiên nhẫn với con Cam rồi, thủ thỉ với ông Phi. Khi nào thì lão bối qua đây? Ông Phi đương uống ngụm cà phê chợt ngưng động tác, châu mày hỏi ngược lại vợ. Bà hỏi chi vậy? Tôi định bán con Cam vứt đi cho rồi, nó lì quá chịu không nổi, nuôi tốn gạo chứ được cái gì.
Ông Phi nghe đến lời vợ định bán Cam thì thở phào nhẹ nhõm. Thật ra ông ta sợ bà Hồng sẽ bán Lụ đi. Ông canh me Lụ đã lâu lắm rồi. Từ cái hôm đầu tiên cô lên, ông đã để ý và rất vừa mắt cô. Nhất là cái bờ mông căng tròn của Lụ làm cho ông ta thèm nhỏ dãi. Ông cũng mừng thầm vì bữa giờ chưa có khách đòi Lụ đi riêng. Nếu có chắc ông tiếc chết luôn. Định bụng đến dịp nào đó bà Hồng đi công chuyện xa, ông sẽ xử lý Lụ. Ông chỉ sợ mỗi mình bà vợ giữ như cọp cái này thôi. Chứ mấy đứa nhỏ trong quán nó sợ ông lắm. Không dám hó hé thọc mạch gì đâu. Để lát nữa tôi đi hỏi cho bà. Ông hỏi đi. Tôi tranh thủ tôi về dưới quê đòi nợ. Sẵn kiếm thêm một hai đứa nữa. Rồi báo qua cho ông bói biết luôn. Mỗi lần đi mỗi lần khó. Cô cần cho mấy đứa nhỏ theo phụ bà không? Thôi ông khỏi phụ. Ông bớt xài tiền là phụ tôi rồi đó. Ông Phi trề cái môi thâm xì của mình, vuốt vuốt trâu, rồi uống hết ly cà phê đen. Sau đó phóng con xe quay tàu đi mất dạng. Đến chiều tối mới quay trở về. Vừa về đã lập tức thông báo tin tức mà lão vừa dò hỏi được. Lão bối sang Việt Nam có 2 ngày thôi, 13-14 tháng này. Bà tranh thủ kiếm mối đi. Bà Hồng ngẫm nghĩ một chút, rồi sắp xếp lịch một chút. Hôm nay đã là ngày 10 Tây rồi, tức là chỉ còn mấy ngày để bà về quê kiếm thêm vài đứa con gái nữa cho kịp chuyến hàng đợt này. Ngày 12-13 bà bận một việc quan trọng. Nhưng mà nếu muốn về quê thì ít nhất phải 2-3 ngày, vừa đòi nợ vừa thuyết phục gia đình của tụi nó. Tôi đi ông ở nhà cho con ăn có được không? Ông Phi lăm lăm nhìn vợ đầy bất mãn, rồi hỏi ngược lại. Vậy chứ tháng nào bà chẳng bắt tôi lên chỗ nó ăn? Ông nhỏ cái miệng thôi. Con nó nghe được nó giận lên, nó quậy banh chành khỏi mừng ăn gì luôn đó. Rồi lấy cái giống gì bỏ vô miệng ông hả? Rồi biết rồi. Thì bà cứ làm y như bình thường đi, rồi để ở nhà tôi lo cho. Vậy cũng được. Ngày mơ tôi đi liền. Ông Phi cười đến gian tà. Ánh mắt ông sáng trực khi nghĩ đến diễn cảnh ôm Lụ mà tha hồ thỏa mãn. Đã lâu lắm rồi, ở trong cái động trá hình này mới xuất hiện một đứa con gái khiến cho ông vừa mắt đến như vậy. Nhìn sang bà vợ ú na ú nần, đã vậy lại còn hung dữ như chằn tinh, vẫn là mấy em trẻ đẹp ngoan hiền hơn. Sáng hôm sau là ngày 11 Tây, bà Hồng đã đi chợ sớm, mua một giỏ đồ lớn, rồi cầm cuội xách lên phòng riêng của hai vợ chồng bà ở lầu trên. Chuyện quen thuộc mỗi tháng, nên mấy cô gái trong tiệm cũng không có lạ gì. Sau khi thẩm thục trong phòng suốt cả buổi sáng, thì đầu giờ chiều, bà Hồng đã xách đồ rời khỏi nhà để về quê kiếm mối như kế hoạch đã dự định. Ông Phi sau khi chở vợ ra bến xe, thì hí hửng quay trở về, gương mặt hết sức mong đợi một kế hoạch riêng trong lòng. Khi đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, khoảnh khắc vừa bắt đầu chuyển sang ngày mới, ông Phi lại mở cánh cửa nhỏ liên thông giữa phòng vợ chồng ông với cái phòng nhỏ cặp vách kia. Thời điểm này Thúy và Loan vẫn còn bận đi khách đêm nên chưa có về, chỉ còn Liễu với Lụ ở nhà. Cửa tiệm phía dưới cũng đã đóng hờ. Vĩnh Sẹo với Đầu Trọc cũng đã về nhà trọ của bọn chúng thuê ở gần đây. Lụ vừa tắm xong thì đi lên trên tầng định về phòng mình. Từ lúc Cam bị nhốt, cô vẫn ngủ ở cái phòng đó một mình. Đến đoạn giữa cầu thang, Lụ đã ngửi được cái mùi nhang trầm nồng nặc cả gian lầu. Ánh sáng mờ mờ từ cái đèn cũ kỹ không đủ soi sáng cả gian lầu. Lụ mò mẫm bước lên thêm vài bậc thì lại nghe tiếng của ông Phi đọc khe khẽ cái gì đó. Lụ không rõ là tiếng Campuchia hay là Thái, nhưng cô đoán là một hồi chú niệm. Giọng ông Phi mỗi lúc một nhanh và lớn hơn. Lụ có cảm giác sống lưng mình lạnh toát. Cô không nhanh không chậm bước lại trước khe hở của cánh cửa, đưa mắt nhìn vô. Dưới ánh sáng đỏ ao từ hai chiếc đèn cà na trên bàn thờ, Lụ căng mắt nhìn.
Lần đầu tiên trong đời cô chứng kiến cảnh tượng tâm linh quỷ dị đến như vậy. Bên trong căn phòng nhỏ, ông Phi ngồi bệt xuống dưới nền gạch. Đối diện là một cái bàn thờ tỏa khối ra mờ ảo. Bàn lễ trước mặt có 14 chung nước đỏ tươi, giống như máu vậy. Một cái dĩa đựng 4 quả trứng gà luộc, cùng với vô số bánh ngọt cúng đầy ở trên bàn. Điều khiến Lụ kinh hãi hơn chính là khi nhìn xuống nơi hai bên đùi của ông Phi, có hai vật thể nhỏ bé đầy đủ chân tay. Mắt chúng như có hồng, giữa trán được điểm một chấm đỏ huyết như máu. Thứ nước đặc sệt sóng sánh nhiễu từ hai vật thể đó xuống dưới nền gạch. Lụ cố nhìn thì nhận ra đó chỉ là hai con búp bê, nhưng lại trông sống động y như thật. Có vẻ như một con búp bê trai và một con búp bê gái, khi mà bộ đồ nhỏ mặc trên người chúng khác nhau. Đôi môi chúng đỏ chát, hai má hồng nổi bật, nhất là cặp mắt của chúng trông như đang nhìn chằm chằm về phía khe hở nơi Lụ đang đứng. Ông Phi vừa đọc chú, vừa dùng hai tay vuốt vuốt lên mặt của hai con búp bê ấy một cách hết sức nhẹ nhàng. Ranan sinh ngày 13 tháng 3, Rabon sinh ngày 23 tháng 7. Bữa nay cha mang nước ngọt với bánh cho hai con. Hai con nhớ phụ hộ công việc làm ăn của cha mẹ suôn sẻ nghe con. Ông nói rồi đặt hai con búp bê tên là Ranan và Rabon ấy lên trên bàn. Trên bàn có sẵn một cái dĩa lòng sâu đựng nước trắng. Phía trên dĩa có gác hai chiếc đũa cây. Cây đèn cầy trắng đặt ngay trên hai chiếc đũa đó. Ông Phi cười gian trá, rồi cầm đèn cầy nhét vào tay con búp bê gái tên là Ranan lúc nãy. Đèn cầy trắng trong tay búp bê đột nhiên vụt cháy. Sáp đèn cầy nhiễu xuống nước, xoay vòng, rồi kết lại thành một con số. Xa quá Lụ không nhìn rõ, nhưng cô lại cảm thấy một trận kinh sợ tràn ngập lấy thân thể. Trên đời này lại có nhiều người tà đạo đến như vậy hay sao? Nuôi ma nuôi ngải thì cô cũng nghe nhiều rồi, nhưng bây giờ mới tận mắt chứng kiến. Quá ra cái thế giới tâm linh vẫn luôn tồn tại một cách bí hiểm như vậy. Ông Phi nhìn thấy con số bằng sáp đèn cầy nổi lên trên mặt nước thì hài lòng, vuốt ve con búp bê một cái, rồi bế cả hai con lên, thả lại vào hai chậu nước thủy tinh đặt ở trên bàn thờ. Quá ra thứ nước đặc sệt đó là từ trong chậu thủy tinh kia. Nhìn xa xa như một cái bình rượu được ngâm ủ lâu ngày. Càng trong suốt, càng hiện rõ hình ảnh hai con búp bê kinh dị đến đáng sợ. Ông Phi cẩn thận đậy nắp hai cái lọ thủy tinh lại. Cảm ơn hai đứa. Ngày mai cha lại đem đồ ăn lên cho hai con. Giọng ông ta cười khẽ trong phòng. Bỗng có tiếng trẻ con cười the thé lên sau đó, khiến cho Lụ giật mình. Cô vô ý đụng phải cánh cửa. Cánh cửa kêu lên một tiếng ken két. Lụ vội nhanh chân chạy về phòng mình, nhưng ông Phi đã kịp nghe thấy. Ông ta rất nhanh mở cửa căn phòng nhỏ ra, nhìn thấy Lụ, nở một nụ cười gian tà, nhưng không vội bắt cô lại. Lụ chạy về phòng, khóa cửa trong cẩn thận, rồi cô mới yên tâm ngồi xuống nệm. Hai tay ôm lồng ngực, hơi thở dồn dập sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng kinh dị vừa rồi. Dường như ánh mắt cùng với tiếng cười con nít the thé đang âm vang trong trí não của cô, khiến cho cô ám ảnh vô cùng. Cả tiếng chú tụng của ông Phi lúc nãy nè, nó cũng kinh dị không kém. Lụ ngồi trong căn phòng tối, các giác quan đều tập trung hết cỡ, cả cơ thể căng cứng mệt mỏi vô cùng. Không gian vắng lặng tới mức tiếng kim đồng hồ treo trên tường cũng có thể nghe thấy rõ rệt. Một lúc sau, khi không còn động tĩnh gì, Lụ mới thả lỏng tinh thần, hai bên vai mới nhẹ nhõm được một chút. Cô thả người nằm xuống nệm muốn dỗ giấc ngủ thì lập tức phải bật dậy, khi mà cán tay cầm của cánh cửa đang từ từ chuyển động, kêu lên mấy tiếng rình rích.
lụ co trúng người vào góc tường, tấm chăn mỏng quấn ngang người, nín thở chịu trận. Hai chân lụ mềm nhũn, vô lực muốn bỏ chạy, nhưng lối thoát duy nhất đã bị ai đó đứng chực sẵn. Tay nắm cửa xoay vòng rồi bật ra, cánh cửa chậm chậm mở ra, làm cho lụ một phen kinh hãi thét lớn. Khuôn mặt ông Phi nám đen, nở một nụ cười quỷ dị nhìn lụ. Chú vô đây làm gì? Con lạ lên bây giờ đó. Ông Phi cười đầy gian tà, hai mắt đỏ rực một màu, không nói không rằng nhào đến túm lấy hai chân lụ. Cô vùng vẫy phản kháng. Một giây sau đó tức khắc, ông Phi nhào đến ôm lấy người cô, quăng xuống hẻm. Lụ lại vùng vẫy dùng tay cào cấu người ông ta. Ông Phi bị cào xước một đường ở trên má. Ông ta đổ quạo tán vào mặt cô một cái như trời giáng, miệng trích lên: "Mẹ mày, khôn hồn thì nằm im tận hưởng đi, còn mà dùng văn thì đừng có trách tao." Lụ bị cánh tay như gọng kìm của ông ta bịt chặt miệng, mắt trợn trắng đầy uất hận. Lụ lại dùng sức đánh vào ngực ông Phi mấy cái. Sức con gái nhà nông cũng khá mạnh, ông Phi phải mất khá nhiều sức mới có thể giữ hai tay cô ghì chặt xuống niệm. Những tưởng đã có thể khống chế được lụ, ông ta cười nói: "Mẹ nó, con gái mà cũng mạnh quá ha. Mày không thoát được đâu, ráng thêm chỉ tốn sức thôi." Lụ cố trướng cổ, cắn mạnh vào tay lão ta một cái, đồng thời co chân, dùng hết sức bình sinh thúc mạnh đầu gối vào hạ bộ của ông ta. Ông Phi bị bất ngờ thét lên đau đớn, hai mắt trợn trừng, đau muốn ná thở. Ông ta bật ngửa ra một bên, nằm lăn lộn kêu la. Lụ lại ngồi dậy, chân đạp tứ tung vào người ông Phi thêm mấy cái, rồi tung người hướng cửa muốn chạy đi. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì đã lại nghe thấy tiếng cười the thé của trẻ con vang lên. Bóng hai đứa nhỏ lấp ló chặn ở ngay cửa, khiến cho lụ khựng người. Đôi mắt đen sâu hun hút của chúng, đôi môi đỏ chóe, nhe hàm răng quỷ dị mà cười với cô. Cánh cửa không có ai đụng, tự dưng đột ngột đóng rầm lại. Lụ như không tin vào mắt mình, cô kinh hãi ngồi quỵ xuống. "Con chó, mày dám đánh tao hả? Tao cho mày chết." Ông Phi rít lên một tràng, cho một lực mạnh từ phía sau giáng tới. Lụ chúi đầu về phía trước, đau điếng sau cú đạp của ông Phi. Bàn tay trắng chắc đầy lông lá của lão ta vươn đến, túm lấy tóc cô giật mạnh về phía sau. Đầu lụ lại bị bật ngửa về sau, đập mạnh xuống nền gạch. Một tiếng cớp vang lên giữa đêm thanh vắng. Một dòng máu đỏ lên láng. Nhưng ông Phi lúc này vẫn đang nổi điên vì cơn đau thấu trời mà lụa gây ra. Hạ bộ của ông ta dường như mất đi cảm giác. Ông Phi mở tủ, lấy một cái móc bẻ ra, rồi dòng vào cổ của lụ mà siết chặt. Móc nhôm cứa vào cổ, hằn lên một đường nhíp vào da thịt. Lụ cảm nhận được cơn đau từ sau gáy và cổ truyền đến, hơi thở khó khăn, cánh tay như gọng kìm ấy vẫn tra sức mà siết chặt. Ông Phi chính là đang muốn giết người. Lụ biết được, nhưng đã quá yếu ớt để cầu xin. Cô cũng dần mất đi ý thức. Chút sức lực cuối cùng bấu mạnh vào tay ông ta, lòng ngực đau nhói, cổ họng không thể thở được nữa. Lờ mờ trước mắt lụ là hai đứa trẻ con, với khuôn miệng hoác ra đến tận mang tai, đang nhe hàm răng trắng tinh nhìn cô mà cười. Dấu chấm đỏ giữa trán của chúng là điểm cuối cùng mà lụ nhìn thấy trước khi buông lỏng hai tay. Khi thấy lụ tắt thở, cơ thể không còn động đậy, ông Phi mới chịu buông tay. Thở hắt ra một tiếng, quệt mồ hôi trắng, rồi hả hê châm một điếu thuốc. "Mẹ mày, dám đánh tao hả? Chết là đáng lắm con chó." Ông Phi nhìn xác lụ nằm đó, cũng không còn hứng thú. Móc điện thoại gọi cho Vĩnh Sẹo, đến phụ ông ta đem cái xác đi xử lý.
Giọng Vĩnh Sẹo lè nhè bên đầu dây trả lời. Chị về đây cả, khuya lơ khuya lắc còn gọi gì đó. Mày tới đây gấp cho tao coi, có gì sáng mai không được hả? Gấp, tới nhanh đi rồi nói. Vĩnh Sẹo mặc áo khoác phóng xe đến tiệm. Có điều hắn đi một mình chứ không có gọi đầu trọc theo. Vĩnh Sẹo mặt không biến sắc khi thấy thi thể của Lụ nằm bất động ở đó. Ông Phi cũng gật đầu nhìn hắn xác nhận. Hắn chỉ lẳng lặng cùng ông Phi đem cái xác đó ra phía sau cùng của khu đất, chỗ bãi cây chuối rậm rạp, rồi đào lỗ chôn. Trời về khuya càng lúc càng lạnh lẽo, lại bất chợt đổ một cơn mưa trái mùa lớn bất thường. Sấm chớp cũng vang dội, tia chớp làm sáng cả một vùng. Vĩnh Sẹo trong giây phút ngắn ngủi bị thứ ánh sáng đó làm cho giật mình một chút. Hắn hình như thấy gương mặt đang nhắm nghiền của Lụ đột nhiên mở trừng mắt ra nhìn mình. Bên cạnh là hai đứa nhỏ, một trai một gái, mắt cũng sáng trực, nở nụ cười quỷ dị. Bọn chúng bám dính lấy hai bên chân ông Phi. Vĩnh Sẹo buông cán sẻng trong tay, khiều ông Phi một cái. Ông Phi cũng đang lây quay đào đất, bị Vĩnh Sẹo khiều thì ngưng tay lại nhìn hắn thắc mắc. Vĩnh Sẹo hất mặt về phía cái xác ướt sũng đang nằm đó, không nóng không lạnh mà nói. Em mới thấy nó mở mắt nhìn mình. Ông Phi quay lại nhìn cái xác của Lụ. Bộ đồ ngủ màu xám của cô bị ướt nhẹp, cũng vương một màu máu đỏ hòa với màu đất nâu xỉn. Mái tóc bết vào đất cát, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nhưng ông Phi biết Vĩnh Sẹo chắc chắn không có nói chơi. Người như Vĩnh Sẹo chẳng khác nào thiên lôi sai đâu đánh đó, hoàn toàn không biết đùa hay giỡn gì. Ông Phi cũng đã mệt, nước mưa thấm đẫm gương mặt vàng trải sương gió, cố trấn an bản thân mà trầm giọng nói. Không sao, cứ phi tàn trước đi, sao có gì qua thái sinh bùa yểm được, không cần phải sợ. Vĩnh Sẹo cũng không nói không rằng, lại cắm cúi đào đất. Sức hai người đào liên tục, chẳng mấy chốc một cái lỗ huyệt đã dần hình thành. Nhắm đã vừa vặn với cơ thể nhỏ bé của Lụ, ông Phi ra hiệu cho Vĩnh Sẹo ngưng tay. Hai gã đàn ông khiêng cái xác của Lụ lúc này đã lạnh ngắt, không chút thương xót, ném thẳng xuống hố. Khoảnh khắc cái xác nhỏ bé của Lụ rơi xuống cũng là một hồi sấm vang trời, tia sét đổ trầm như xé toạc màn đêm, âm thanh ì đùng vang dội đến đinh tai. Lụ đã nằm yên vị dưới hố. Hai gã mới cầm sẻng lên, bắt đầu xúc đất lấp lại. Từng đợt đất cát rơi xuống, che lấp đi khuôn mặt trắng bệch đáng thương của Lụ, chôn vùi cuộc đời bất hạnh của cô gái quê nghèo phải chết nơi đất khách quê người. Lấp đất xong xuôi, cơn mưa nặng hạt lúc này cũng đã vơi dần, chuyển sang lâm râm mãi không chịu dứt. Hai gã đàn ông quay người đi vào trong nhà. Ngang qua căn phòng vách nhỏ nhốt Cam, ông Phi ghé mắt nhìn vô, thấy nó đang nằm co ro dưới đất, có vẻ đã ngủ say, thì mới yên tâm đi lên nhà trên thay đồ. Bộ đồ dính bết bùn đất được thay ra, tiện tay vứt vào trong thùng rác. Ông lên tiếng. Đi nhậu, làm dài sĩ cho nó ấm người. Vĩnh Sẹo ngáp dài một cái rồi cũng gật đầu. Lúc này phía trước mới nghe lục đục tiếng cửa sắt kéo ra. Ông Phi lật đật đi ra thì đúng như dự đoán, là Thúy và Loan đi khách về, tay vẫn còn xách theo một hộp thức ăn khuya. Vui vẻ mở cửa đi vô. Ủa chú Phi, chú chưa ngủ nữa hả? Loan hí hởn liếc mắt đưa đẩy với Vĩnh Sẹo. Hắn hiểu ý, lập tức quay ra nói với ông Phi. À thôi em buồn ngủ rồi, em về trước nha. Cái thằng bể kèo nữa, thôi muốn về thì về đi, tao nhậu mình. Rồi lão ta cũng lên xe phóng đi, hướng ra cái quán nhậu vỉa hè quen thuộc của ông ta. Vĩnh Sẹo cũng mặc áo mưa chở Loan về phòng trọ của mình. Thúy xách hộp đồ ăn đi về phòng ở trên lầu, định bụng nếu Liễu chưa ngủ thì rủ nó ăn chung cho vui. Cô vừa lên đến bậc cầu thang thì đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con. Thúy có chút ngạc nhiên, vội đi lên thêm mấy bước.
vút qua mắt cô là bóng của hai đứa trẻ đen thui đang chạy giỡn ở đoạn giữa hành lang tầng 2. Tiếng cười hi hí của chúng âm vang như xa như gần, khiến cho Thúy lạnh hết cả sống lưng. Nhìn lại dưới nền gạch toàn là nước, thứ nước vàng óng ánh. Thúy vừa lú đầu lên thì hai bóng trẻ con ấy vụt biến mất ở cái vách cuối cùng. Nhưng tiếng cười vẫn còn vang vang, nhỏ dần rồi mới tắt liệm đi. Thúy bị một phen sợ hãi, vội đi nhanh về phòng. Cô không dám nói lớn đã mở cửa. Vừa mở cửa ra đã nghe tiếng hét lớn của Liễu, nhất thời cũng khiến cho Thúy la theo. Ma, đừng có nhắc tôi mà. Tao, là tao nè. Thúy vội đóng cửa phòng, tay nhanh chóng bật công tắc đèn. Ánh sáng chiếu rọi căn phòng khiến cho hai cô gái đỡ sợ hơn chút đỉnh. Liễu ngồi co ro, trán đổ đầy mồ hôi, gương mặt vẫn còn nguyên nét sợ hãi. Thúy mới đi lại hỏi nhỏ. Mày nghe thấy cái gì bên trong không? Liễu ngẩng đầu, nhìn xác nhận là Thúy thì mới gật đầu li lịa, lắp bắp mà kể. Có, không phải một mà là hai lần, ghê quá. Thúy cũng ngồi xuống nệm, cô không dám đi ra ngoài nữa, đành thay đồ ngay ở trong phòng. Liễu thấy có bạn về thì cũng đỡ sợ hơn. Lúc nãy Liễu là người duy nhất có mặt ở nhà. Cô cũng nghe thấy tiếng người giằng co bên phòng của Lựu. Cô biết Lựu bị hại rồi, nhưng sợ sệt không dám hé miệng ra. Cô sợ nhất chính là ông Phi có thể giết cô diệt khẩu. Ai chứ ông ta thì chuyện gì mà không dám làm. Liễu nhát nên không dám kể lại sự việc lúc nãy cho ai nghe. Đêm đó cả hai cô gái không thể nào ngủ được, chốc chốc lại nghe tiếng chân chạy nhảy bên ngoài. Liễu sợ hãi ôm cứng lấy người Thúy. Thúy cũng không khá hơn, cô quấn chăn qua đầu, nép sát người vào vách tường, miệng liên tục lầm rầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng tiếng động bên ngoài dường như không có dấu hiệu dừng, lại nghe thấy tiếng đồ chơi xe điện chạy dọc theo hành lang. Có thêm tiếng đồ chơi điện thoại reng reng vang lên mấy bài hát thiếu nhi. Thực sự rất quỷ dị giữa đêm khuya. Hai cô gái làm ở đây đã lâu, nhưng đêm nay lần đầu gặp cảnh tượng đáng sợ như vậy. Nghĩ thầm trong bụng ngày mai phải xin dọn xuống mấy phòng ở dưới để ngủ, không dám ngủ trên này nữa. Gần 3 giờ sáng, có tiếng bước chân lạp xạp vang lên. Thúy lại căng não, lóng tai lên lắng nghe. Tiếng chân lần này mạnh hơn, không giống với tiếng mấy bước chân nhỏ xíu của hai cái bóng ma nhỏ kia. Lại thấy một cái bóng đen cao lớn đi ngang qua. Qua lớp cửa kính phòng mình, Thúy hé hé mở mắt ra nhìn. Cái bóng đột ngột dừng lại ngay trước cửa, làm cô sợ hãi tột cùng, tay bóng cho người Liễu. Liễu cũng kinh hãi không kém. Cô sợ đến bật khóc, nhưng không dám khóc ra thành tiếng. Bóng đen ấy không xác định được là ai. Nếu là oan hồn của Lựu thì nên tìm ông Phi chứ, sao lại ở đây? Còn nếu là ông Phi thì càng đáng sợ hơn. Chẳng lẽ ông ta biết mình nhìn thấy, cho nên kiếm mình để diệt khẩu sao? Liễu không xác định được, càng run rẩy. Đời cô lần đầu rơi vào cảnh tượng đáng sợ như thế này. Liễu nghĩ rằng nếu sống sót qua đêm nay, cô nhất định tìm cách bỏ trốn, tránh xa cái căn nhà này càng sớm càng tốt. Cái bóng đen cao lớn ấy đứng trước cửa phòng một lúc. Thời gian chậm chậm trôi qua. Bên ngoài cửa sổ kính, những tia sấm vẫn vang dội. Bầu trời nhấp nháy một mảng trắng xóa. Với hai cô gái nhỏ, thời gian lúc này dài như gần cả thế kỷ, như thách thức lòng can đảm của họ. Bóng đen chậm chậm xoay người rời đi. Thúy và Liễu thở phào nhẹ nhõm. Liễu thả lỏng các cơ trên người, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Thúy thì do đèn sáng cho nên khó ngủ. Cô nhớ lại khoảnh khắc gặp hai cái bóng ma nhỏ kia mà ớn lạnh cả người. Lại nhớ đến Lựu ở phòng bên cạnh, có chút lo cho nó. Nó ngủ một mình bên đó, không biết có gặp cảnh tượng kinh dị như lúc nãy hay không. Lo là lo như vậy, nhưng Thúy không đủ can đảm mở cửa đi qua đó đâu, nên là đành thôi. Thúy nằm một chút, khi không gian đã trở về vẻ vắng lặng
thì cô mới mệt mỏi nhắm mắt ngủ đi. Một đêm hải hùng với hai cô gái cuối cùng cũng kết thúc. Lại nói Cam nằm co ro trong cái lạnh dư âm của cơn mưa dai dẳng đêm qua. Nó mơ màng nhìn xung quanh, ánh sáng mờ mờ từ khe hở của mái tôn. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng tỏ. Nó khẽ run người vì lạnh. Cái áo này nó mặc đã 3 ngày, bốc mùi cực kỳ khó chịu. Cam nhìn sang chai nước hôm qua gã đầu trọc đưa vô cho nó, với tay cầm lấy uống một hơi. Cổ họng dường như cũng dịu lại. Giọt nước mắt ấm nóng vô thanh vô tức lăn dài trên má. Nó nhớ tía má. Ở cái nơi lạnh lẽo này, nó thực sự sợ hãi. Cam cuộn mình, tự ôm lấy gối mà khóc lên nức nở. Con dán ở dưới đất bò lên tay, khiến Cam giật mình, vội hất nó ra khỏi người. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng lục đục. Một giọng nói dài lê thê truyền đến bên tai, như thức tỉnh thần trí đang hoang mang của nó. Cam ơi! Cam rất nhanh nhận ra đó là giọng của Lụ. Nhưng sao lại vang vọng như vậy chứ? Chị Lụ ơi! Cứu em với! Em muốn về nhà! Trong giây phút nghẹn ngào, Cam đã đi lại cánh cửa bị khóa mà nức nở thốt lên. Chị sẽ giúp em thoát khỏi đây, nhưng trước hết em phải ngoan ngoãn nghe lời bà ta. Đừng có cứng đầu. Để bà ta cho em ra ngoài, vài ngày nữa sẽ có người hữu duyên đến cứu em. Đây là cơ hội duy nhất để thoát. Em nhất định phải nắm bắt. Cam hơi khựng lại, nhưng cũng rất nhanh trả lời. Chị cũng phải đi với em đó. Chúng ta cùng về quê nha. Chị không thể nào theo em về được nữa rồi. Nếu em có gặp Thiên Phú, hãy nhắn với anh ấy. Chị thương anh nhiều lắm. Thôi, chị phải về chung với em mà chị Lũ. Cam chưa kịp nối tiếp lời thì đã nghe thấy tiếng trẻ con cười hí hí, kèm theo tiếng chân chạy như xa như gần. Bóng Lụ sợ sệt vội vàng biến mất sau cánh cửa tôn mỏng. Tiếng cười khiến cho Cam rợn cả tóc gáy. Phía dưới còn lờ mờ hai chiếc bóng chân nhỏ xíu xẹt qua. Rất nhanh, nhưng Cam đã kịp nhìn thấy. Sau đó trả lại căn phòng một khoảng không gian tĩnh lặng. Có một dòng nước đục ngầu qua khe hở dưới đất chảy vào thấm lên chân Cam. Nó lại ngửi thấy được một mùi tanh tưởi, hăng hắc của hóa chất. Cam ngồi thẫn thờ, mắt hướng lên trên mái tôn, nhớ lại mấy lời lúc nãy chị Lụ đã nói với nó. Nội tâm Cam lại trào dâng lên một nỗi bất an khó nói thành lời. Linh cảm cho nó biết có lẽ đã xảy ra một chuyện gì đó. Cam bất giác lo lắng, nóng ran cả ruột. Nó nghĩ thôi mà cũng không dám, hy vọng chị Lụ vẫn bình an. Cam rất nhanh nghĩ đến vị cứu nhân kia, dường như nhìn thấy được tia sáng nơi cuối con đường. Cam lấy lại tinh thần để bản thân thoát ra khỏi đây bằng bất cứ cách nào cũng phải thử. Em không bỏ chị lại đâu. Cam tự nói với khoảng không trước mặt mình. Chiều hôm đó, thanh niên đầu trọc đến bữa lại đem cơm vô cho Cam. Hắn mở khóa cửa. Tô cơm chỉ có rau cải xào đặt trước mặt nó. Ăn đi, đồ phiền phức. Cam thu hết can đảm, nắm lấy tay hắn cầu xin. Em chịu tiếp khách, nhờ anh nói với dì Hồng một tiếng. Thanh niên đầu trọc cười nhếch mép. Phải ngay từ đầu mà ngoan vậy thì đâu có khổ. Dạ em biết rồi, anh làm ơn nói giùm một tiếng. Bỏ đi công chuyện mấy bữa nay rồi, đợi bỏ về tao nói cho. Rồi hắn đóng cửa bỏ đi. Cam vẫn ngồi trong bóng tối mà suy nghĩ. Nó không chắc có thể ra được hay không, nhưng dù có một chút cơ hội, nó cũng muốn thử. Vì tía má, vì chị Lụ, và vì cả bản thân nó nữa. Cách 2 ngày, quả thật bà Hồng đã về, lại dẫn theo một cô gái nữa, nhắm chừng còn nhỏ tuổi hơn cả Cam. Khi về bà Hồng không thấy Lụ đâu thì hỏi mấy đứa trong tiệm. Bộ ba Loan, Thúy, Liễu đều lắc đầu không biết.
Xuyên Liễu dù cô có biết cũng không dám hé răng. Bà Hồng nổi trận lôi đình, lôi chồng về phòng. Ông Phi nói cho qua: "Ừ thì nó bỏ trốn rồi, tôi cũng có quản chặt chẽ được như bà đâu." "Tôi đi có mấy ngày mà ông để nó bỏ trốn, rồi nay mai lấy ai làm? Lấy người đâu đưa qua cho thằng bối đây?" Bà Hồng trích lên giận dữ: "Ừ thì kiếm đứa khác bù vô." Ông Phi chột dạ trước ánh mắt dò xét của vợ. Bà Hồng cũng tinh ý lắm, lườm mắt nhìn chồng: "Ông đừng có giấu tôi, cái cặp mắt láo liên của ông tôi nghi lắm đó. Ông làm gì đó rồi?" "Ờ, bà đừng có tào lao, tôi có làm gì đâu." "Ông không khai chứ gì? Được rồi, tối nay tôi kêu hai đứa nhỏ ra hỏi là biết liền, để coi ông giấu được bao lâu." Ông Phi nghe vậy thì biết không thể lấp liếm, đành sụi lơ khai nhận những chuyện đã xảy ra. Bà Hồng giận dữ, cặp mắt đỏ ngầu tia lửa ghen, ngắt nhéo lên bắp tay ông Phi mấy cái đau điếng, miệng trích lịch: "Trời ơi, ông gan dữ lắm rồi đó." "Thôi mà, chuyện lỡ rồi tôi đâu có muốn đâu." "Hai đứa nhỏ là dựa trên ngày sinh bổn mạng của tôi với ông mà dưỡng ra. Nuôi tụi nó là để hộ mệnh cho tôi với ông làm ăn. Ông kêu tụi nó giúp ông sinh số, giết người, có ngày nó quay lại quật tôi với ông chết bất đắc kỳ tử đó. Trời ơi, sao mà số tôi khổ quá vậy nè. Có thằng chồng đã không nên thân vô dụng mà còn sinh thật." Bà Hồng vẫn tức giận chỉ chiết. Đối mặt với cơn giận của bà, ông Phi đục mặt chịu đựng. Mất một lúc sau, bà Hồng mới hỏi: "Rồi xác của nó đâu?" "Chôn ở sau đám chuối rồi." Bà Hồng không nói không rằng, mở cánh cửa liên thông với cái phòng thờ hai con búp bê bên cạnh. Lùi cùi lấy ra bên dưới bàn thờ một chiếc hộp nhỏ, bên trong có đựng một lá bùa vàng. Trên đó vẽ một khuôn mặt quỷ với cặp mắt trợn trừng to rõ. Phía giữa trán lại là một con mắt khác, cũng to, lại đỏ rực, hàm răng nanh vuốt nhọn. Hai bên lỗ tai nhọn hoắt, phía dưới cằm lại mọc ra hai cái sừng to bự. Bà Hồng cẩn thận lấy trong hộp ra, rồi đóng cửa trở về phòng. "Đem chôn chung với nó đi, không cẩn thận nó quay lại nó quật chết ông đó." Ông Phi biết vợ mình có chơi bùa ngải, nếu không sao động mại dâm trá hình của bà ta lại có thể yên ổn thuận lợi mà làm ăn. Nhưng ông không nghĩ tới việc bà vợ mình có thể dùng bùa chú yểm vong được. "Ừ, cái này là bùa gì vậy?" "Bùa trấn vong. Ông không muốn nó về quật ông chết tươi á, thì khôn hồn đem đi chôn mau đi. Nó chết trẻ, quan hồn nó linh lắm đó." Ông Phi toát mồ hôi hột nhìn vợ, rồi lại nhìn lá bùa trong tay. Quả thật hai hôm nay ông có dám về quán đâu, toàn ở ké phòng trọ của tên đầu trọc, tới sáng mới dám về. Ông Phi không dám hó hé, chỉ lẳng lặng cầm lá bùa, đợi đến trời nhá nhem tối, mò ra bãi chuối sau nhà, nơi mà buổi tối mưa to hôm đó ông đã chôn xác cô gái xấu số tên là Lựu. Trời vừa sụp tối thì bà bếp đã hết giờ làm. Bộ ba Loan Thúy Liễu cũng đã dồn hết về phía quán ở trước để đón khách. Nhà sau vắng tanh, chỉ có con Cam bị nhốt trong căn phòng tối tăm đó. Ông Phi nuốt nước bọt, bước ra chỗ bãi chuối, cố nhướng mắt nhìn dưới ánh đèn pin, cuối cùng cũng thấy được cái chỗ đất lộn xộn bị xới tung hôm trước. Trời lại đổ gió lớn, tiếng gió rít lên một trận, mấy tán lá chuối đung đưa xào xạc, tạo nên khung cảnh u ám vô cùng. Phảng phất trong gió là mùi tanh của máu và đất cát. Từng giọt nước mưa rơi từ trên cao xuống, ướt cả tóc tai da thịt. Nước mưa thấm qua lớp áo ba lỗ, chạy dọc sống lưng lạnh toát. Ông Phi quét đèn pin một lượt xung quanh, xác định không có ai, mới bước lại gần chỗ đất bị xới tung để chôn xác của Lựu. Ông Phi là một tay giang hồ cộm cán, nên rất nhanh trấn an lại tinh thần. Cầm chắc lá bùa trong tay, bắt đầu ngồi xuống xới đất chôn lá bùa. Thế nhưng đào không được mấy cái thì bỗng trời rầm lên một tiếng lớn. Khoảnh khắc ấy, tia sét sáng trực cả một vùng trời.
Ông Phi đang cầm cuội đào thì bật ngửa về phía sau, trợn trừng không tin vào mắt mình. Phía trước cách mặt ông chừng khoảng 1 mét, chỗ đất đó bỗng dưng chuyển động, như có con gì đó đang đào xới, khiến cho đất cát bắn lên cao. Nhìn rõ hơn một chút thì trời ơi, đó là một bàn tay. Bàn tay đã trương phình trắng xác, đang ngọ ngoậy từng chút một mà mò lên mặt đất. Mùi hôi thối nồng nặc khiến cho ông Phi ớn cả cổ họng. Khi tia sét qua đi, trả lại một màn đêm nhá nhem, ông Phi mới chụp lấy cây đèn pin rọi lại chỗ đất đó. Thì nó đã biến mất rồi, chỉ để lại một khoảng đất trơ trọi cùng với mấy con côn trùng bò lằng ngoằng. Ông Phi lấy tay ôm ngực cố bình tĩnh, vừa vuốt mấy giọt nước mưa hòa lẫn với mồ hôi trên trán, rồi lại tiếp tục cắm cúi đào đất. Khi nhắm chân đã đủ sâu để chôn bùa thì mới ngừng tay. Ông Phi muốn làm cho thật nhanh để đi vô, nhưng chưa kịp bỏ lá bùa xuống chôn thì bất ngờ phía sau lưng ông là một dáng người xuất hiện. Gió từ bốn phía lại bắt đầu thổi lớn lên. Lờ mờ dưới ánh đèn pin nhá nhem là 3 cái bóng đen ẩn hiện, rượt đuổi nhau lơ lửng trên không trung. Một cái bóng đen cao lớn đang cố đuổi 2 cái bóng nhỏ đỏ rực. 2 cái bóng nhỏ liên tục nhe nanh trợn mắt với cái bóng đen lớn kia, cố ngăn không cho người phía sau đến gần ông Phi. Tiếng trẻ con lí nhí những câu không rõ ràng do bị tiếng mưa lấn át. Ông Phi lúc này mới sợ hãi nhìn theo những cái bóng đang chạy lanh quanh mình. Ông cũng nhận ra là có người đến phía sau lưng, nhưng chưa kịp quay lại thì đã cảm thấy từ sau gáy truyền đến một cơn đau tê dại. Hai mắt ông ta mờ đi, cảm nhận được dòng máu nóng ấm từ đầu đang chảy xuống. Một vật sắc nhọn đâm thẳng vào sau óc của ông Phi. Ông ta không kịp kêu lên thì đã gục đầu, cả người đổ trập xuống đất. Dòng máu tươi chảy ra hòa lẫn với nước mưa thấm đẫm vào đất. Lá bùa trong tay còn chưa kịp chôn đã bị xé nát. Vẫn là cơn mưa lớn và dai dẳng, cái hố vừa dặn thân thể của ông Phi được hình thành. Ông ta bị nước mưa rơi xuống mặt thức tỉnh. Trước mắt là khoảng trời tối đen như mực. Cơn đau ê ẩm từ sau gáy truyền đến, cả thân thể như bị khống chế, nằm gọn lõn trong một cái hố. Phía trên, từng đợt đất cát đang được xúc xuống. Đất cát văng vào mắt, vào miệng mới khiến cho ông Phi chợt rùng mình. Ý thức được bản thân đang bị chôn sống, muốn la hét vùng vẫy nhưng không cách nào thoát ra khỏi cái thế lực vô hình đang khống chế kia. Đến khi đất cát đã lấp đầy gần như cả thân người, chỉ còn lại mỗi cặp mắt là chưa bị chôn lấp, ông Phi mới kinh hãi kêu lên mấy tiếng khe khẽ, rồi nhắm tịt mắt chịu đựng. Trước mắt ông hiện hữu là một gương mặt đã biến dạng, những mảng thịt loang lổ thâm xì nở phình ra, hàm răng trơ trọi lủng lẳng như muốn rơi xuống, nở một nụ cười quỷ dị với ông. Ông Phi lúc này dẫu có hoảng loạn nhưng cũng nhận ra được đó là gương mặt của Lũ. Trên cổ còn nguyên vẹn cái vết lằn đỏ bị xiết bởi cái móc sắt do chính tay ông ta gây ra. Đó là khoảnh khắc cuối cùng của ông ta trên cõi đời này. Bà Hồng sau khi đưa lá bùa trấn vong Lụ cho chồng thì cũng không muốn quan tâm tới nữa. Lòng còn đang bực mình vì lão chồng vô dụng lại còn mê gái. Bởi vậy sự biến mất đã 2 ngày của ông Phi trong quán dường như không mấy ai ngạc nhiên. Thỉnh thoảng ông ta vẫn đi biệt tâm mấy ngày không về là chuyện bình thường. Nhưng không ai hay biết ông Phi đi lần này là vĩnh viễn không trở về nữa. Quý thính giả vừa nghe xong
phần đầu tiên của Lúc Thép Hộ Mệnh, sáng tác của Sư An. Bộ truyện còn thời lượng rất là dài, cho nên Huy xin phép được chia ra phục vụ trong hai buổi nhé. Sẽ còn một phần vào tối ngày mai. Chúng ta cùng chờ xem kết cục của bà Hồng. Liệu cô Cam có thể thoát ra khỏi, trở về quê được hay không? Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.